kiên nhẫn hắn thời gian rất quý giá giống như đám người này tại cái này ngồi chờ cái ba ngày ba đêm chẳng lẽ hắn cũng đi theo tại cái này ngồi xổm vạn nhất không đuổi kịp quốc chiến vậy liền sắc trời rất nhanh tối xuống núi lửa này khẩu không có hỏa diễm phun ra từ phía dưới nhìn lại cũng là một vùng tăm tối bốn phía nhiệt độ không khí cũng không có hạ xuống rất nhiều tiềm phục tại miệng núi lửa dưới người hô hấp cũng càng ngày càng thô trọng chiêm chiếp sau gần nửa canh giờ phía trên chuyển đến một con chim tiếng kêu tất cả mọi người tại thời khắc này đều lập tức ngừng thở, giang giật cũng đôi mắt sáng lên, xem ra đám người này muốn động thủ chẳng lẽ là vì đánh giết núi lửa bên trong cái này yêu thú. Hô hô, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, một cái to lớn màu đỏ cự điểu gào thét mà ra, trên người nó vậy mà đốt hừng hực liệt hỏa, kém chút không có đem tiềm phục tại phụ cận võ giả cho thiêu chết. Tam gia yêu thú hỏa phượng, giang giật âm thầm kinh hãi, bất quá cũng không làm sao e ngại, có hỏa linh châu tại Hắc Kỳ Lân đều không gây thương tổn được hắn, lửa này phượng hỏa diễm hẳn không phải là vấn đề. Chiêm chiếp, hỏa phượng tựa hồ không có phát giác được tiềm phục tại miệng núi lửa người, nó thẳng tắp hướng giữa không trung vào tới, rất nhanh hướng nơi xa bay đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại phương bắc. Tốt, lửa này phượng ra ngoài săn thức ăn, hồng lão các ngươi mau mau xuất động. Cầm xuống hỏa linh chi bản công tử trùng điệp có thưởng, ha ha có cái này hỏa linh chi, bản công tử tuyệt đối có thể xung kích thần du cảnh. Một đạo tùy ý tiếng hét lớn vang lên, ẩn núp kia mấy chục người động, hơn 10 đạo thân ảnh hướng miệng núi lửa bên trong tiêu xạ mà đi, lấy ra rất nhiều cái màu đen dây thường nhanh chóng hướng dưới núi lửa leo lên mà đi. Quả nhiên là đến tầm bảo, Giang giật như chút được gánh nặng, chỉ cần đám người này đạt được bên trong bảo vật, chắc hẳn sẽ lập tức thối lui a à hắn cũng đúng lúc thừa dịp hỏa phượng đi ra thời điểm đi thu lấy địa hỏa. Hắn may mắn vừa rồi không dám loạn động, trong nhóm người này thế nhưng là có năm sáu tên thần du cường giả, mặc dù nhìn hẳn là chỉ có thần du nhị tam trọng, nhưng một cái không tốt hắn liền muốn chết ở đây. Hắn bà bà, ngồi chờ lâu như vậy, cái này chim chết rốt cục đi ra, đều kém chút để bản thiếu ra nóng đến chết rồi. Bất quá có cái này hỏa linh chi như thế tu luyện thánh dược, bản công tử lập tức liền muốn trở thành thần du cường giả. Ha ha ha, người bề trên trong đám người công tử kia lần nữa phát ra một tiếng tùy ý cười to, giang giật nghe được âm thầm ngạc nhiên hắn căn cứ người này khí tức phán đoán công tử này thực lực đại khái tại tử phủ cảnh bắt cửu trọng tả hữu a à luyện hóa một gốc hỏa linh chi liền có thể đạt tới thần du cảnh đây là cái gì thiên địa kỳ dược a à? giang giật ngược lại là không có đoạt bảo chi tâm dù sao cũng là người khác phát hiện bảo vật mà lại nhiều như vậy thần du cường giả giờ phút này hắn đều thời khắc chuẩn bị chạy trốn làm sao dám đi nhổ răng cọp chiêm chiếp a à, đột nhiên núi lửa bên trong truyền đến một tiếng to rõ hỏa phượng minh tiếng kêu ngay sau đó vang lên vài tiếng kêu thảm một tên sau cùng thần du cường giả theo miệng núi lửa bên trong bắn ra đầy mắt hoảng sợ quát lớn công tử mau trốn những người còn lại cũng lập tức hạ sơn bên trong còn có một cái hùng hỏa phượng ngu xuẩn là ai nói nơi này chỉ có một cái hỏa phượng công tử kia lập tức nổi giận hét lớn nhưng hắn bên người một tên thần du cường giả lập tức mang theo hắn hướng phía dưới núi chạy như điên còn lại tất cả mọi người cũng hoảng sợ bỏ trốn hỏa phượng là tam gia yêu thú ngoại trừ thần du cường giả bên ngoài tử phủ cảnh võ giả tao ngộ hẳn phải chết. Giang giật không dám động, tại thời khắc này còn lập tức ngừng thở, nửa điểm khí thế không dám phóng xuất ra. Cũng may phía trên võ giả quá hoảng loạn rồi, đều là trực tiếp hướng phía dưới núi bay vọt mà đi, không ai chú ý hắn. Chiêm chiếp, quả nhiên, một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc hỏa phượng theo núi lửa bên trong vọt ra, nó hỏa hồng trong con người đều là nổi giận, nhìn thấy vô số võ giả hướng bốn phía bỏ trốn, bốc lên hỏa diễm hai cánh lập tức mở ra, hướng phía dưới võ giả truy sát mà đi thật xa tự lao nhanh một cái hỏa diễm đem tốc độ chậm nhất hai tên trinh sát đốt cháy thành cho bụi trốn không trốn giang giật trong lòng lại là thiên nhân giao chiến bản năng nói cho hắn biết tiếp tục lưu lại cái này rất nguy hiểm nhưng núi lửa bên trong gốc kia hỏa linh chi lại cùng anh túc hấp dẫn lấy hắn vừa rồi hắn không dám nghĩ sở hữu thần du cường giả đều hướng phía dưới bỏ chạy bị hỏa phượng truy sát cơ hội tốt như vậy từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc Liều mạng cầu phú quý trong nguy hiểm người chết chim chỉ lên trời. Cuối cùng Giang giật cắn răng hướng miệng núi lửa bên trong bắn tới, mặc dù hắn không biết cái này hỏa linh chi, đến cùng có hay không công tử kia nói như vậy thần nhưng hắn quyết định đánh cược một lần. Giang giật khẽ động, lập tức bị phía dưới chạy chối chết thần du võ giả phát hiện. Một người nhìn thấy một đạo hắc ảnh thẳng tắp lên núi động phóng đi, cuối cùng nhảy lên thật cao rơi vào miệng núi lửa bên trong lập tức nổi giận quát, công tử, có cái tạp bái muốn cướp ngươi hỏa linh chi. Cái gì? bị thần du cường giả mang theo lui nhanh hoa bào công tử, lập tức nổi giận, hét lớn, triệu lão, tào lão các người kéo hỏa phượng. Không lão, người nhanh đi cầm xuống hỏa linh chi, thuận tiện đem cái kia tạp toái cho ta chặt thành thịt nát, hắn bà bà, dám đoạt bản công tử đồ vật, chán sống. chương 170, Địa Hỏa, hoa bào công tử hạ lệnh, bốn phía thần du cường giả cũng chỉ có thể cắn răng bắt đầu công kích, bọn hắn không công kích. Những cái kia tử phủ cảnh võ giả đều sẽ chết hết, chỉ có bọn hắn kéo lấy mới có thể để cho mọi người có cơ hội chạy trốn. Mấy tên thần du cường giả ngoại phóng ra nguyên lực công kích, mấy đạo đao mang kiếm mang hướng hỏa phượng vào tới, hỏa phượng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phun ra một đạo hỏa diễm, hai cánh mở ra, thân thể hướng không trung bay đi. Oanh, nguyên lực cùng hỏa diễm trên không trung đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng bạo tạc, tựa như không chung nổ tung một viên to lớn pháo bông. Kia kinh khủng sóng xung kích mang theo cuồng phong, đem phụ cận rất nhiều đại thụ nhổ tận gốc, không trung hỏa diễm bắn tung tóe ra ngoài cũng làm cho phía dưới giấy lên hừng hực hỏa diễm một tên tử phủ cảnh võ giả bị hỏa diễm bắn tung tóe đến phía sau lưng trong nháy mắt bị đốt mặc kêu thảm một tiếng ngã xuống đất tử vong hưu một lão giả lặng lẽ tại rừng cây tre lấp lại hướng hỏa vân trong núi kín đáo đi tới rất nhanh liền lên hỏa vân sơn tại thạch phong bên trong nhanh chóng tiềm hành thẳng đến đỉnh núi miệng núi lửa vừa rồi mọi người bị hỏa phượng hù dọa sợ bị lửa này phượng phun ra một cái hỏa diễm toàn quân bị diệt giờ phút này chạy trốn tới phía dưới người phân tán ra đến tự nhiên không sợ, coi như chém giết không được hỏa phượng, thần du cường giả cũng không chết được. Nguyên bản không có thời gian suy nghĩ hỏa linh chi, nhìn thấy giang giật sông đi vào mọi người mới lập tức bừng tỉnh, bởi vì cái này gốc hỏa linh chi, bọn hắn trước trước sau sau đã chết đi mấy chục người, sao có thể để giang giật đơn giản đoạt. Phía dưới thần du võ giả rất mau đỡ lên tư thế, mấy người phân biệt đứng tại một cái phương vị. Hỏa phượng công kích một người, người khác lập tức nguyên lực ngoại phóng công kích, người kia thì nhanh chóng tránh né. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiếu, lửa này phượng linh trí hiển nhiên cũng không cao, nhẹ nhóm bị mọi người chọc cho xoay quanh, mặc dù giận dữ không thôi, nhưng trong thời gian ngắn căn bản giết không chết một người, cũng không có thời gian đi bận tâm lặng yên hướng trên núi phóng đi hồng lão. Suy suy, giang giật không rõ ràng tình huống bên ngoài, cũng không biết có một vị thần du tam trọng cường giả hướng hắn chạy tới. Hắn chính theo dây thường nhanh chóng hướng phía dưới trượt xuống, hắn không biết cái kia hỏa phượng lúc nào trở về, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới hỏa linh chi, tìm tới địa hỏa để hỏa linh châu thôn phệ. Có ánh sáng bày ra, cái kia hẳn là là địa hỏa. Núi lửa này lớn vô cùng, cũng phi thường sâu, giang giật đã hạ ít nhất 500 trượng khoảng cách, phía dưới còn sâu không thấy đáy, còn tốt có thể nhìn thấy một điểm mơ hồ ánh sáng. Xuy suy giang giật nắm lấy dây thường tiếp tục trượt, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là mấy cái trong chớp mắt lại trượt mấy trăm trượng khoảng cách phía dưới ánh sáng càng ngày càng sáng, hắn ngửi thấy một cỗ gai mũi mùi lạ, trên người hỏa linh châu không ngừng lấp lánh hồng quang, thân thể ra ngoài hiện một cái trong suốt màn hào quang, hiển nhiên nhiệt độ đã phi thường cao, hỏa linh châu bắt đầu hộ chủ. Địa hỏa, Giang giật điều tập một tia hắc sắc nguyên lực tăng cường thị lực hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy phía dưới là một mảnh nham tương, nham tương mặt ngoài đều là hừng hực liệt hỏa lập tức hưng phấn lên, ánh mắt của hắn ở phía dưới bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện có cái gì linh dược loại hình. Giang giật lần nữa hướng phía dưới trượt 100 trượng, rời đi lòng đất nham tương còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc ngừng lại, bởi vì phía dưới màu đen dây thường đã hóa thành than cốc. Làm sao bây giờ, phía dưới là một cái cửa đại nham tương đầm sâu, toàn bộ đều là trầm chậm, chậm lưu động nham tương, khẳng định cũng không có thạch đầu loại hình đồ vật có thể mượn lực. Giang giật nếu là rơi xuống đoán chừng liền lên không tới, bởi vì cửa hang khoảng cách nham tương ít nhất có 10 trượng khoảng cách, không có đồ vật mượn lực. Giang giật coi như không bị nham tương hòa tan, cũng không có cách nào nhảy lên núi lửa cửa hang tiếp theo leo lên đi giang giật hỏa linh châu bên trong có dây thừng nhưng cái này màu đen dây thừng rõ ràng là đặc chế đều chịu không được nhiệt độ cao như thế hắn cái này dây thừng vừa xuất hiện khẳng định sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi trở về nhảy đi xuống giống như hỏa linh châu chịu không được hắn sẽ lập tức chết coi như tạm thời không chết nói không chừng cũng sẽ bị vây chết ở bên trong phía dưới trong nham động bùn đất bị địa hỏa thiêu đốt lâu như vậy đoán chừng cứng rắn đáng sợ hắc lân kiếm cũng không có khả năng phá vỡ trở về hắn lần này tự đi không cái này khiến hắn rất là không cam lòng lưu cho giang giật thời gian không nhiều cái kia hỏa phượng có thể rất sắp trở về nhưng hắn còn tại trần chờ bất định bất quá rất nhanh hắn tự không cần trần chờ bởi vì phía trên một đạo hắc ảnh như thiểm điện trượt xuống thật xa tự quát lớn tiểu tạp vái, dám cướp chúng ta đồ vật chết thần du cường giả giang giật nội tâm âm thầm kêu khổ hắn một cái tay nhanh chóng bắt lấy hỏa linh châu, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia thần du cường giả, chuẩn bị nghênh chiến. Vù vù, hồng lão còn xa tại ngoài trăm trược, tổ nguyên lực ngoại phóng bắn ra một đạo đao mang, hướng giang giật đón đầu đánh xuống. Uống, giang giật quát khẽ một tiếng, tại hồng lão trên tay nguyên lực vừa mới ngưng tụ lúc, hai chân tại trên vách đá dựng đứng một đạp, cả người tiêu xạ ra ngoài, nhẹ nhõm bắt lấy trên vách đá rủ xuống mặt khác một sợi dây thừng. ầm um, đao mang gào thét mà xuống, đem giang giật trước kia bắt lấy dây thường xoắn thành bột mịn, cuối cùng nện ở phía dưới nham tương bên trên, dẫn tới nham tương bạo liệt văng khắp nơi, một đoàn địa hỏa vậy hô một tiếng chạy đi lên, để cửa động nhiệt độ không khí cao hơn mấy phần. Vẫn rất có thể tránh hừ hừ, lão phu ngược lại là muốn nhìn, người còn có thể tránh mấy lần. Hồng lão thân thể dừng ở trăm trượng phía trên, một cái tay không ngừng chấp động, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng đao mang bắn ra mà ra, nhưng không có hướng giang giật vào tới, mà là hướng vách đá bên cạnh rủ xuống hơn 10 cái màu đen dây thường vọt tới. Đầu này lão cẩu quá độc, giang giật thầm mắng không thôi, nhưng hắn có thể làm sao? Không lão thái cẩn thận, khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không có cách nào dùng hỏa linh thạch công kích, mà thiên lăng hắn cũng không có luyện hóa căn bản không thể thôi động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem một sợi dây thường chém đứt. ầm, uhm, nhìn thấy chính mình bắt lấy dây thường bị đánh đoạn, giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra hắc lân kiếm trùng điệp đối với vách đá đâm xuống kết quả một trận kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, hắn hắc lân kiếm bị bắn ngược trở về, cái kia màu đen vách đá bị địa hỏa hàng năm không ngừng thiêu đốt, quả nhiên cứng rắn như huyền thiết. Tóc tóc, thân thể của hắn rốt cuộc không có địa phương mượn lực hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng như một cái cự thạch rơi vào vũng bùn, tóe lên mấy cái bọt nước chìm vào nham tương bên trong hoàn toàn không thấy. Ừ, Hồng lão ở phía trên có chút kinh nghi nháy nháy mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy giang giật khoảng cách địa hỏa gần như thế lại cùng không có chuyện gì người, sở dĩ hoài nghi trên người hắn có dị bảo, không dám mạo hiểm vậy mà xuống dưới, lúc này mới ngoại phóng nguyên lực chém đứt dây thừng. Giờ phút này xem xét càng thêm hoài nghi, bởi vì giang giật đụng chạm kia kinh khủng địa hỏa cũng không có trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi, ngược lại chìm vào nham tương bên trong. Không bằng hắn nghĩ đến giang giật đã chìm vào nham tương bên trong, vậy khẳng định mất mạng, coi như trên người hắn có tích lửa bảo vật, tại khủng bố như thế địa hỏa vây quanh hạ cũng sẽ nhanh chóng chết đi, Đừng nói giang giật coi như thần du cường giả tối đỉnh đều phải chết. Hỏa linh chi, không lão nhìn qua phía dưới không ngừng phun trào nham tương, cứ việc toàn thân bị nhiệt độ cao nướng đến hỏa hồng, mồ hôi nóng lâm ly, vẫn là cắn giang hướng phía dưới bay vọt mà xuống. Tại khoảng cách nham tương mấy trượng thời điểm, đột nhiên đánh ra một trường, một cỗ cường đại trưởng phong theo hắn lòng bàn tay toát ra, đem phía dưới nham tương thổi đến hướng bốn phương tám hướng dập dần mà đi, thân thể của hắn thì mượn lực hướng nơi xa bay đi. Cách đó không xa lòng đất hang trên vách đá, một gốc hiện ra hồng quang óng ánh sáng long lanh linh thảo, chính an tĩnh treo ở trên vách đá, phóng xuất ra thấm người mùi thơm. chương 171, đốt diệt thần du cường giả. Ha ha ha, Giang giật tự nhiên không chết, hắn không có trước tiên bị nham tương bên trong địa hỏa thiêu cháy thành cho bụi, rơi vào nham tương bên trong tự nhiên cũng không có việc gì. Hắn giờ phút này rất là khoái ý, trong lòng cười to không thôi, bởi vì nham tương bên trong địa hỏa không ngừng hướng hắn vào tới, nhưng trong nháy mắt bị hỏa linh châu hấp thu. Chỉ là trong chốc lát, phụ cận nham tương bên trong hỏa diễm đều bị hấp thu, kia dịch thái nham tương bởi vì không có địa hỏa, cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Hưu, Giang giật tứ chi mở ra, thân thể tại nham tương trong đầm sâu du tẩu, không ngừng hấp thu địa hỏa, rất nhanh hỏa linh châu bên trong địa hỏa tụ đạt tới phương viên 4 năm trượng. Địa hỏa tiến vào hỏa linh châu bên trong cũng rất an tĩnh, tựa hồ những này cuồng bạo hung tàn hỏa diễm ở bên trong biến thành ôn hòa ngọn lửa nhỏ. Giang giật nhanh chóng du tẩu, phàm là hắn du tẩu những nơi đi qua, địa hỏa đều bị hấp thu, nham tương không còn phun trào, chậm rãi bắt đầu ngưng kết, chàng diện kia nhìn rất là quỷ dị, khiếp người. Ừ, phía trên không ngừng đánh ra trưởng phong, mượn lực hướng vách đá hỏa linh chi bay đi hồng lão rốt cục phát hiện không đúng. Nhưng hắn chỉ là nhìn mấy lần, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng hỏa linh chi vào tới, lập tức sẽ cầm xuống hỏa linh chi, coi như tình huống lại quỷ dị, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Phanh phanh hắn lần nữa đánh ra hai trường về sau thân thể rốt cục mượn lực đã tới vách đá hắn không có tùy tiện đưa tay đi bắt kia hỏa linh chi mà là ngoại phóng ra một đạo nguyên lực đao mang đem kia hỏa linh chi tận gốc đánh xuống lúc này mới nhanh chóng tìm tòi bắt lấy hỏa linh chi cái này hỏa linh chi thế nhưng là hấp thụ địa hỏa trưởng thành không chặt đứt gốc tay của hắn khẳng định cũng sẽ bị địa hỏa đốt bị thương đi phía dưới nham tương một mảnh đã cố hóa hồng lão không dám ở chậm trễ thời gian nhanh chóng hướng phía dưới đánh ra một trường thân thể hướng cửa hang tiêu xạ mà đi. Còn có thể đi, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa như động cửu u minh giới bên trong chuyển đến, để hồng lão thân thể cùng linh hồn đều run lên, ánh mắt của hắn trước tiên hướng nham tương phía dưới quét tới, lại nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn. Phía dưới sẽ ngưng kết thành trạng thái cố định nham tương đột nhiên hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, một thân ảnh từ phía dưới bắn ra, kia giữ tợn mặt nạ màu bạc, còn có dưới mặt nạ băng lãnh ánh mắt, để hồng lão coi là thấy được minh giới câu hồn sứ giả chết giang giật bạo giống một tiếng thân thể phía trước đột nhiên liên tục không ngừng toát ra địa hỏa sau đó hắn đột nhiên đánh ra mấy trường kia địa hỏa giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo vào tới chỉ là trong chớp mắt thời điểm liền đem hồng lão quét sạch đi vào a à, hồng lão tại thời khắc này cũng đánh ra mấy trường muốn mượn lực đào mệnh nhưng phía dưới sông tới địa hỏa rất rất nhiều hắn căn bản không thể đánh tan kia kinh khủng nhiệt độ cao cũng rất nhanh để hắn ngạt thở tiếp theo đã hôn mê, cuối cùng bị đốt cháy thành cho bụi. Tiểu tử này làm sao không sợ địa hỏa còn có thể thôn vệ địa hỏa đây rốt cuộc là quái vật gì? Hồng lão đến chết trong đầu vẫn là không nghĩ ra, trên thế giới này có không ít tu luyện hỏa hệ công pháp cường giả, còn có một số có thể tích lửa bảo vật, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể thôn vệ địa hỏa, hắn tự nhiên đem giang giật liên tưởng thành quái vật. Hỏa linh chi, giang giật nhìn thấy hồng lão bị thiêu cháy thành cho bụi, lông đều không có còn lại, một gốc hỏa hồng sắc như ma cô linh dược nhưng từ giữa không trung rơi xuống lập tức đại hỉ linh dược này không sợ địa hỏa hiển nhiên là hỏa linh chi giang giật vung tay lên chộp trong tay lập tức thu nhập hỏa linh châu bên trong hắc hắc lại làm điểm địa hỏa giang giật thân thể nổ bắn ra mà xuống vững vàng rơi vào phía dưới ngưng kết nham tương bên trên cái này nham tương đã động lại hắn cũng có thể mượn lực bay vọt đi lên tại theo hồng lão xuống tới dây thừng leo lên đi không có nỗi lo về sau hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều làm điểm địa hỏa. Bịch, hắn thân thể theo ngưng kết nham tương bên trên bay vụt mà lên, như một đầu lý ngư nhào vào nơi xa phun trào nham tương bên trong, sau đó như một đầu mỹ nhân ngư, tại kinh khủng nham tương trong đầm sâu du tẩu. Theo hắn du tẩu, nham tương bên trong địa hỏa toàn bộ biến mất, kia nóng hổi nham tương bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Không sai biệt lắm, cần phải đi, nếu không cái kia hỏa phượng sợ là muốn trở về. Có hỏa linh châu giang giật kỳ thật cũng không chuẩn bị e ngại hỏa phượng, nhưng dù sao cũng là tam gia yêu thú, giang giật không dám mạo hiểm. Địa hỏa góp nhặt phương viên 40 trượng, chiếm cứ hỏa linh châu bên trong 2 phần 3 không gian, đủ một đoạn thời gian, giang giật cũng đủ hài lòng. Đi, hắn lao nhanh đi cửa hang phía dưới, nhìn qua khoảng cách 10 trượng cửa hang nhếch miệng cười một tiếng, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh, kia ngưng kết nham tương lập tức nứt xuất ra đạo đạo khe hở, thân thể của hắn cũng nhanh chóng hướng lên trên mới tiêu xạ mà đi. Vừa mới nhảy lên đi 7-8 trượng, Giang giật cảm giác sông lên phía trên lực đạo bắt đầu chậm lại, hắn lập tức ngưng tụ 100 tia hắc sắc nguyên lực, phóng thích bạo nguyên trưởng đối phía dưới đột nhiên vỗ tới. Oanh, bạo nguyên trưởng ở phía dưới nổ tung, kinh khủng tiếng nổ vang lên, giang giật màng nhĩ đều chấn động đến đau nhức, cường đại sóng xung kích cũng đem hắn bắn ngược đi lên. Bởi vì nội tạng bị chấn thương, khóe miệng của hắn tụ huyết không ngừng tuôn ra, nhưng hắn con người lại sáng như tinh thần, bởi vì hắn nhẹ nhõm bắt lấy hồng lão xuống tới dây thừng, hai tay dùng sức, hai chân tại trên vách đá không ngừng đạp đá thân thể của hắn như viên hầu hướng lên trên mặt bay đi hô hô làm nhảy ra miệng núi lửa nghe bên ngoài không khí thanh tân nhìn qua kia đen nhánh đêm tối nhìn phía dưới cái kia hỏa phượng còn tại nổi giận truy sát võ giả giang giật thở ra một hơi thật dài mặc dù hạ núi lửa chỉ là trong chốc lát nhưng hắn lại cảm giác đi minh giới đi một vòng dường như đã có mấy đời a à, sắc trời mặc dù đen nhánh nhưng thần du cảnh võ giả thị lực thế nhưng là rất khủng bố phía dưới một tên thần du cảnh võ giả nhìn thấy giang giật ra, lập tức kinh hô lên, kia mang theo mặt nạ tiểu tử ra, hồng lão đâu làm sao không thấy hồng lão. Còn lại mấy tên thần du cường giả cũng âm thầm kinh nghi, nơi xa trốn ở một cái dưới tảng đá hoa bào công tử lập tức nổi giận kêu lên, triệu lão, ngươi nhanh đi đem tiểu tử kia giết. Vạn nhất hỏa linh chi bị hắn tới tay, chúng ta tự công cốc. Tốt, một tên thần du cường giả ngoại phóng ra một đạo nguyên lực công kích hỏa phượng, thân thể lặng yên hướng trên núi lửa kín đáo đi tới nhưng ở nửa đường liền thấy Giang giật hướng một bên khác nhanh chóng xuống núi, hắn lập tức nổi giận tốc độ cao nhất đuổi theo. Tiếp xuống đi cái nào góp nhặt nhiều như vậy địa hỏa, tại quốc chiến nội ứng nên đủ đi. Giang giật không lọt vào mắt phía dưới võ giả, có ngân nguyệt yêu lang đám người này tốc độ căn bản không đáng chú ý, sở dĩ hắn tại miệng núi lửa nghỉ ngơi thoáng cái, lập tức hướng một bên khác hạ sơn, chuẩn bị rút lui. Một bên lao nhanh, hắn một bên âm thầm trầm ngâm. Rất nhanh hắn có chú ý, dù sao muốn theo thánh linh quốc tiến vào thần võ quốc, tiện đường đi đoạt hồn cốc nhìn một chút, theo thánh linh quốc đi cũng an toàn một chút. Hưu, ngay tại hắn trầm ngâm bên trong, núi lửa một bên khác truyền đến một đạo tiếng xé gió, một tên thần du cường giả bay vụt mà đến, thật xa tự bảo hống tiểu tử, nhận lấy cái chết. a à, Giang giật xem xét người này một chút, đầy mắt đùa cợt, hắn khắp không tận tâm lấy ra linh thú phù, quát khẽ một tiếng, ngân nguyệt yêu lang, hiện. Ông, một cái màu lam cự lang trống rỗng xuất hiện, Giang giật thân thể nhảy lên nhảy lên, ngân nguyệt yêu lang hóa thành thiểm điện hướng phía dưới núi mà đi. Đây, đây là đồ vật, triệu lão thân hình dừng lại, trợn mắt hốc mồm, giang giật linh thú tốc độ nhanh như vậy, hắn căn bản đuổi không kịp. Hắn hồ nghi nhìn giang giật đầu kia cự lang ảnh tử, thực sự không nghĩ ra, có như thế nhanh chóng lang loại yêu thú chỉ có tam giai ngân nguyệt yêu lang, chỉ là yêu lang không phải tử sắc sao cái này như thế nào là màu lam chẳng lẽ biến dị. chương 172, Đoạt hồn cốc cái gì tiểu tử kia có một đầu ngân nguyệt yêu lang tương tự linh thú, bị hắn chạy trốn. Các loại trợ triệu lão trở về bẩm báo về sau, công tử kia lập tức tức giận đến nhảy dựng lên, kém chút bị hỏa phượng chú ý tới. Hắn con ngươi lấp lóe vài vòng, nhìn thấy tiến vào miệng núi lửa bên trong hồng lão lâu như vậy còn chưa có đi ra, Giang giật ngược lại ra, lập tức hận răng trực dương dương. Miệng núi lửa chỉ có một cái thông đạo, hồng lão không có ra, Giang giật ra, điều này nói rõ hồng lão rất có thể chết rồi hỏa linh chi cũng có thể là bị giang giật đoạt. Chiêm chiếp, nơi xa truyền đến một đạo to rõ hỏa phượng minh tiếng kêu, hoa bào công tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể vô lực trầm hống, toàn bộ rút lui. Hai cái hỏa phượng, tăng thêm hồng lão có lẽ đã chết rồi, còn lại thần du cường giả đối phó khẳng định rất khó. Còn không đi, đợi lát nữa tựu đi không được, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại cho người ta làm giá y, công tử này nội tâm lửa giận đều có thể đem núi lửa này cho hòa tan, hắn bị một tên thần du cường giả mang theo rút lui còn người oán độc nhìn qua giang giật thoát đi phương hướng thì thao tiểu tập vái bản công tử lập tức sẽ tham gia quốc chiến chờ quốc chiến kết thúc đừng cho ta tra ra thân phận của ngươi nếu không ta định để các ngươi toàn tộc chết hết Hừ, tại đại hà quốc dám chọc chúng ta người của tô gia kết cục chỉ có chết giang giật một đường bắt đầu chuyển hướng hướng phía tây bắc chạy đi chỉ là một ngày tiểu vòng qua vạn long cốc tiến vào thánh linh quốc cương vực tại hỏa vân sơn làm chế nải một ngày thời gian Giang giật không dám nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó một đường bôn tẩu, mỗi ngày đều tại giã ngoại ăn ngủ, chưa từng dám vào vào thành trì. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được dòng sông, hắn hội rửa mặt một phen, nhưng là không ngừng bôn ba, màn trời chiếu đất, tăng thêm quá mức mỏi mệt, cả người hắn đều gầy rất nhiều, dâu ria sồm xoàm thoạt nhìn như là một cái kẻ lang thang. Uống, phong ảnh kiếm, Giang giật một bên bôn tẩu, còn một bên luyện tập tại linh thú sơn học viện bên trong học tập ba loại địa giai thượng phẩm võ kỹ. Cái này ba loại võ kỹ một loại là thân pháp, hắn không có thời gian tu luyện, một loại là trưởng pháp, uy lực cùng bạo nguyên trưởng kém xa, hắn cũng lười tu luyện. Đương nhiên bạo nguyên trưởng uy lực to lớn như thế, hoàn toàn là bởi vì hắc sắc nguyên lực, nếu không cho ăn bể bụng cũng chính là một loại địa giai trung phẩm võ kỹ. Sở dĩ vừa có thời gian hắn tự chuyên tâm tu luyện phong ảnh kiếm, ra các thanh vân cho hắn một cái linh khí, tô như tuyết nói cho hắn biết, linh khí trong tay hắn uy lực nhưng so sánh thiên khí mặc dù Giang giật không định xác định, đã có linh khí, hắn tự nhiên muốn đem cái này phong ảnh kiếm võ kỹ nắm giữ, phối hợp hắc lân kiếm công kích. Tại học viện hắn chỉ là học bằng cách nhớ đem phong ảnh kiếm bí tịch một chữ không kém ghi xuống, tu luyện một đoạn thời gian, mới vừa vặn nhập môn. Địa giai thượng phẩm võ kỹ rất là phức tạp dườm ra, cũng không phải là một hai ngày liền có thể cả mộ đại thành, mộ tính không đủ, sợ là cả một đời đều rất khó nhập môn. Suy suy, Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh chóng bôn tẩu, Giang giật không ngừng huy động hắc lân kiếm hướng bên cạnh đánh xuống, mỗi lần bổ ra không khí bốn phía đều bị khiên động, gây nên một trận cuồng phong, những này cuồng phong còn toàn bộ hướng mũi kiếm hội tụ mà đi, tựa như vài đầu cự long tranh đoạt long châu, rất là thần kỳ. Không đúng, vẫn là không đúng, phụ cận là thâm sơn hoang dã, một đường cũng không nhìn thấy có người cũng không có yêu thú, giờ phút này còn tại thánh linh quốc cương vực bên trong, coi như bị người nhìn thấy cũng không có việc gì. Giang giật cũng không có đi quản, một lòng yên lặng tại cái này phong ảnh trong kiếm phong ảnh kiếm đã sớm nhập môn đáng tiếc giang giật luôn luôn không thể nắm giữ tinh túy tiến vào đại thành tình trạng theo bí tịch bên trên nói chỉ cần đạt đến đại thành có thể đem bốn phía phong kéo theo hình thành một cỗ khí tràng áp bách địch nhân để hắn không cách nào tránh né cưỡng ép chém giết thế nhưng là vì sao ta chỉ có thể dẫn dắt gió thổi lại không thể hình thành khí tràng khí tràng cái gì là khí tràng vì sao hình thành khí tràng liền có thể áp bách địch nhân khí này chàng làm như thế nào hình thành dùng kiếm dẫn dắt gió thổi liền có thể hình thành giang giật nghĩ mãi mà không ra mấy ngày nay hắn một mực yên lặng tại vấn đề này bên trên đều đã đánh ra mấy vạn kiếm nhưng vẫn là không thể hình thành khí chàng chỉ có thể mỗi một kiếm đều có thể dẫn dắt gió thổi gây nên cuồng phong gào thét ngừng sắc trời lại đen lại giang giật rốt cục lấy lại tinh thần đem yêu lang thu nhập linh thú phủ bên trong nghỉ ngơi quán chú một chút nguyên lực đi vào giang giật bốn phía giò xét một phen tùy ý tìm một viên cây nhỏ liền chuẩn bị đối phó một đêm. Hưu, đứng dưới tàng cây, hắn tùy ý huy động hắc lân kiếm hướng cây nhỏ đánh xuống, tại kiếm nhất động một khắc này, phụ cận không khí lập tức bị dẫn dắt hướng mũi kiếm tụ tập, cuối cùng hắn hắc lân kiếm còn không có bổ tới cây nhỏ bên trên, kia cuồng phong liền đem cây nhỏ nhổ tận gốc, còn bị cuồng phong xoắn thành mảnh vỡ. Cái này phong ảnh kiếm uy lực không tệ, đáng tiếc không thể đại thành. Giang giật âm thầm cảm khái, tìm kiếm mặt khác một viên cây nhỏ bắt đầu ngồi xếp bằng đối thanh thủy nhai lấy lương khô. Thời gian đã qua hơn 20 ngày, hắn mấy ngày nay đều yên lặng tại phòng ảnh kiếm trên việc tu luyện, cũng không biết chính mình đi đến cái nào, cũng không biết có thể hay không tại trong vòng một tháng rưỡi đuổi tới thần võ quốc vương thành. Hỏa Linh Chi, tâm niệm yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong, gian giật nhìn xem yên tĩnh nằm ở bên trong Hỏa Linh Chi, âm thầm hưng phấn lên, thứ này có thể nhanh chóng để cao người cảnh giới đáng tiếc hắn không hiểu làm sao luyện hóa, cũng không dám tùy ý luyện hóa, không nói trà đạp cái này Hỏa Linh Chi, vạn nhất bên trong năng lượng quá mạnh quá cuồng bạo, hắn hội bạo thể mà chết. Nhét đầy cái bao tử, Giang giật bắt đầu mỗi ngày thông lệ tu luyện, mặc dù mỗi ngày hắn đều sẽ tu luyện mấy canh giờ, cũng có địa long đan phụ trợ, nhưng không có tính tu thất tăng thêm, tốc độ tu luyện của hắn thoáng cái chậm lại, đã lâu như vậy còn không có tu luyện tới chú đỉnh cảnh đỉnh phong, ngừng tụ tử phủ. Ma thiên lăng, tu luyện đến nửa đêm, hắn mở mắt đình chỉ tu luyện, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra ma thiên lăng, dùng nguyên lực vần quanh tiếp tục luyện hóa ma thiên lăng. Bảo vật này là thiên khí, giang giật linh hồn không mạnh mẽ cũng sẽ không dùng hồn lực luyện hóa, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, dùng nguyên lực từng điểm từng điểm luyện hóa, thẳng đến có thể triệt để thôi động ma thiên lăng mới thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai giang giật sáng sớm liền dậy, tiếp tục đi đường một bên lĩnh hội phong ảnh kiếm, đến ban đêm thì tìm địa phương nghỉ ngơi, tu luyện tăng thêm luyện hóa ma thiên lăng. Đáng tiếc trọn vẹn lần nữa bôn tẩu tám cửu thiên, hắn vẫn là không có lĩnh hội phong ảnh kiếm tinh túy, không thể đại thành, mà thiên lăng cũng còn không thể thôi động. Đây là hồ lô sơn A đoạt hồn cốc hẳn là ngay ở phía trước. Nhìn thấy phía trước một tòa cùng hồ lô cự đại sơn phong, giang giật cha một chút địa đồ rất nhanh hưng phấn lên. Cái này đoạt hồn cốc ngay tại thánh linh quốc phía đông bắc, hắn đã đã tới kề bên này, còn có 13 ngày thời gian, hắn hẳn là có thể đuổi tới thần võ quốc vương thành. Đi, đã đi tới đoạt hồn cốc, giang giật tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, núi lửa bên trong khủng bố như thế địa hỏa hỏa linh châu đều có thể thôn phệ cái này đoạt hồn cốc u minh chi hỏa hẳn là cũng có thể thôn phệ a a có người bôn tẩu mấy trăm trượng khoảng cách giang giật một mực tăng phúc thính lực rất nhẹ nhàng nghe được phía trước có võ giả tiếng bước chân hắn thận trọng khống chế ngân nguyệt yêu lang lách đi qua kề bên này liền là tội ác xâm lâm mạo hiểm giả khẳng định cũng sẽ nhiều hơn bị phát hiện hành tung trung quy cũng không tốt quả nhiên một đường bôn tẩu giang giật phát hiện mấy đám võ giả không bằng hắn có thính lực, lại có ngân nguyệt yêu lang mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Tại đang lúc hoàng hôn, hắn rốt cục đã tới một cái u cốc phụ cận, hắn ngồi tại ngân nguyệt yêu lang bên trên, đứng tại một cái bên vách núi, nhìn qua phía dưới hắc u u thâm cốc, trần chờ. Cái này u cốc nhìn không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới có cái gì, phụ cận cũng không có phát hiện có đường có thể xuống dưới, vạn nhất phía dưới có cường đại yêu thú, tựu. Trước qua đêm đi, trời sáng lại nói, sắc trời lờ mờ, Giang giật không dám mạo hiểm, tại phụ cận tìm một cái hang đá qua đêm. Muốn đợi trời sáng dò xét một phen, giống như thực sự quá nguy hiểm cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao có nhiều như vậy địa hỏa cũng đầy đủ. Ô ô, ô ô, lúc nửa đêm, trong mê ngủ Giang giật đột nhiên nghe được một trận thanh âm quái dị, thanh âm kia cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa hồ đột một vang lên ở trong đầu hắn, mà thanh âm này tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, hấp dẫn lấy Giang giật hướng trong u cốc đi đến. Trong mơ hồ, Giang giật hai mắt nhắm nghiền, bước chân lại không tự chủ được di động, thân thể của hắn rất nhanh theo trong thạch động đi đến, một đường hướng u cốc vừa đi đi. Tại sắp rơi vào u cốc lúc, trong đầu hắn linh hồn đột nhiên kim quang đại thịnh, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. chương 173, dã nhân, tà môn, thanh âm này là quái vật gì phát ra vì sao ta sẽ bị thanh âm này mê hoặc. Nhìn qua bên chân hắc u nhìn không thấy đáy thâm cốc, giang giật toàn thân dùng mình, nếu không phải hỏa linh châu hộ chủ, vừa rồi hắn tự rơi vào thâm cốc. Rất quỷ dị là, hắn giờ phút này tỉnh táo lại, kia thanh âm quái dị lại biến mất. Hắn nhìn ra ngoài một hồi bốn phía rất là yên tĩnh, loại kia tiếng quái khiếu không còn có vang lên. Chờ hắn trở lại sơn động, chuẩn bị dương ngủ lúc, kia tà dị thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn cảm giác được trong nội tâm có một cố cường đại suy nghĩ dâng lên, để hắn hướng trong u cốc đi đến. Quá tà môn, cái này u cốc âm thanh khẳng định có một cái cường đại yêu thú, hơn nữa còn là am hiểu linh hồn. Giang giật bị hù dọa hắn không có chút gì do dự triệu hồi ra ngân nguyệt yêu lang hướng nơi xa chạy đi u cốc sâu như vậy thanh âm kia đều có thể vang lên tại linh hồn hắn bên trong mê hoặc hắn hướng trong u cốc chịu chết như thế cường đại linh hồn loại yêu thú hắn cũng không dám dừng lại cái này đoạt hồn cốc bên trong có một cái như thế cường đại yêu thú như vậy bên trong u minh chi hỏa khẳng định càng khủng bố hơn đáng tiếc thực lực không đủ trở về sau thực lực cường đại ta lại đến thu lấy nơi này u minh chi hỏa Ngồi tại yêu lam phía trên, Giang giật quay đầu nhìn qua càng ngày càng xa U Cốc có chút tiếc nuối. Rất nhanh U Cốc rốt cuộc không thấy được, Giang giật cũng không có tìm kiếm địa phương đi ngủ, chuyên tâm đi đường chuẩn bị vòng qua tội ác xâm lâm, tiến vào thần võ quốc cương vực, lại chuyển hướng thẳng đến Vương Thành. Vương Thành trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt, bởi vì quốc chiến sắp bắt đầu, toàn bộ thần võ quốc thiên tài tuấn ngạn đều tràn vào Vương Thành. Còn có rất nhiều tiểu thư mặc dù không thể tham chiến, nhưng cũng đi theo các gia tộc cường giả đi vào Vương Thành. Trong vương thành đại gia tộc công tử cùng thiên tài tụ tập, đây chính là tốt nhất chọn rể thời cơ. Thái tử hạ vô hối sớm theo thanh long học viện trở về, tại phủ thái tử mỗi ngày thiết yến, mở tiệc chiêu đãi các gia tộc công tử tiểu thư. Trong vương quốc xinh đẹp nhất công chúa, lục công chúa hạ phi ngư cũng theo bách hoa học viện bên trong trở về, ngẫu nhiên sẽ ở một chút trên yến hội xuất hiện, để rất nhiều công tử như điên cuồng hưng phấn. Tại 10 ngày về sau, linh thú sơn học viện đại bộ đội đã tới vương thành, thành nội càng là làm nóng náo loạn. Lần này học viện tham chiến người bên trong thế nhưng là có chiến vô song, vân phỉ, thần ảnh, an y các loại chờ, rất nhiều thân phận siêu nhiên công tử tiểu thư. Lần này vân phỉ công chúa bọn người chưa có trở về quốc đi, ngược lại đi theo học viện đại bộ đội đi vào thần võ quốc vương thành, đây chính là cho rất nhiều người máy hội. Tề viện trưởng các loại chờ bảy vị phó viện trưởng, bị hộ quốc tướng quân Long liệng tự mình đón vào Hoàng Cung, tiếp nhận thần võ quốc quốc chủ triệu kiến cùng khoản đãi. Tề viện trưởng đem đạo sư cùng học viện an trí tại vương thành lớn nhất tử lâu Tiềm Long trong các, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau tập hợp truyền tống đi hoàng thành, bắt đầu quốc chiến. Tiềm Long trong các vốn là ở rất nhiều đại gia tộc công tử tiểu thư, lần này náo nhiệt hơn, chiến vô song Vân Phỉ thần bóng đám người ở trong tiểu viện, mỗi ngày khách tới thăm không ngừng. Tô Như Tuyết một ngày cũng có thể tiếp vào mười mấy tấm thiệp mời, Thái tử Hạ Vô Hối còn tự thân hạ thiệp mời mở tiệc chiêu đãi Tô Như Tuyết, có thể thấy được mị lực của nàng. Tô Như Tuyết đối với những ngày thiệp mời nhắm mắt làm ngơ, nàng giờ phút này ngay tại chiến vô song trong tiểu viện ngồi, một đôi mắt đẹp nhíu lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Chiến vô song nhìn thấy Tô Như Tuyết tại hắn trong sân ngồi một buổi sáng, có chút cuống lên cắn răng nói ra: "Tô đạo sư, ngươi đi về trước đi, có tin tức ta hội trước tiên thông chi ngươi." Tô Như Tuyết lấy lại tinh thần, đặt chén trà xuống lặng lẽ quét tới, có chút không vui nói làm sao không thể tại người cái này ngồi một chút ta cũng không trở về ta viện kia quá nhiều con ruồi ta không phải như vậy ý tứ chiến vô song nở nụ cười khổ nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích thái tử cho nàng hạ thiệp mời nàng không đi dự tiệc ngược lại tại hắn cái này ngồi cái này truyền đến thái tử trong tai hắn liền là có một trăm cái miệng cũng giải thích không rõ a à. mà lại hắn cũng có việc ra ngoài a à, lâu như vậy không có hồi trở lại vương thành hắn dù sao cũng phải cùng các gia tộc công tử gặp mặt một lần, liên lạc một chút tình cảm A. À. Vô song đại ca A, à, người tại sao không đi nhìn xem vân phỉ công chúa A, à, chớ để cho người câu đi. Vào thời khắc này, bên ngoài vang lên một đạo hèn hạ thanh âm, chiến vô song cùng tô như tuyết lập tức đôi mắt sáng lên, hai người đứng người lên nhìn thấy một cái viên thịt lăn tới. Tô Như Tuyết lập tức khẩn trương hỏi thăm về đến tiền vạn quán, sao ngươi lại tới đây giang giật đâu. Chiến vô song cũng rất là ngoài ý muốn, mở miệng nói tiền mập mạp, Người thế mà vô thanh vô tức tới vương thành nhà ta trinh sát cũng không phát hiện Giang giật chẳng lẽ cùng ngươi cùng nhau. Giang giật rời đi linh thú sơn học viện về sau, chiến vô song lập tức biết, cũng nói cho tô như tuyết. Nhưng trong khoảng thời gian này chiến vô song ra trinh sát, căn bản không có Giang giật nửa điểm tin tức, sở dĩ tô như tuyết mới vội vã như thế. Các ngươi đều đi, một mình ta ở trong học viện nhàm chán, liền để lưu lão mang theo ta tới, hắn bà bà, mệt chết ta. Tiền vạn quán không để ý hai người trực tiếp đi vào bên trong, uống một ngụm trà, lúc này mới nói ra, đừng nhìn ta a, à, chiến vô song ra người đều không biết lão đại ở đâu, ta nào biết được một mình hắn đi, theo ta suy đoán hắn hẳn là đi trước đại hạ quốc, lại đi thánh linh quốc, cuối cùng theo phía tây vào vương thành, bất quá đến ta còn chưa thu được phía tây chuyển đến bất cứ tin tức gì. Khó trách, chiến vô song nhẹ gật đầu, tiền ra cùng chiến ra mỗi cái thành trì đều có trinh sát, giang giật nếu là tại thần võ quốc bên trong hành tẩu, nhất định có thể phát hiện một tia dấu vết để lại. Đại Hà Quốc Thánh Linh Quốc hắn đi xa như vậy đường xá hung hiểm, một mình hắn sẽ không xảy ra chuyện A. À. Tô như tuyết trong mắt đẹp đều là lo lắng, hai tay nắm váy, bởi vì tim đập nhanh hơn ngạo nhân bộ ngực lần nữa bắt đầu dập dần vậy tiểu nữ người phong tình cực kỳ mê người. Tô đạo sư, trước kia làm sao không gặp người quan tâm như vậy lão đại A. À. Tiền vạn quán mắt nhỏ nhất truyền, cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là nhớ rõ lão đại đi đưa các ngươi, người một chút đều không nhìn hắn. Tô như tuyết hơi đỏ mặt, trừng mắt hạnh thẹn quá thành giận nói, còn dám nói huyên thuyên, có tin ta hay không đem người cái này một thân thịt mỡ nào. Coi như ta nói sai, đi thôi, ta mời các người đi đắc nguyệt lâu ăn một bữa tiệc bồi tội. Tiền vạn quán thân thể co rụt lại, vội vàng không dám nhiều lời, cười làm lành. Đắc nguyệt lâu, nơi tốt, chiến vô song hai mắt sáng lên, đây chính là trong vương thành quý nhất địa phương, không có cái thứ hai. Tô như tuyết tại viện này chờ đợi mới vừa buổi sáng cũng khó chịu, nhẹ gật đầu bịt kín lụa mỏng, chiến vô song kêu lên trong phòng tu luyện chiến lâm nhi, bốn người hướng phía trước viện đi đến. Một đường đều có rất nhiều người cùng chiến vô song tiền vạn quán chào hỏi, bất quá không có nhân vật trọng yếu, hai người chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Tại đi đến tiềm long các phòng trước lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa có rối loạn, tử lâu hộ vệ tựa hồ cùng người phát sinh xung đột. Cầu tạp toái, dám ở cái này dương oai ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào cũng là ngươi cái này ăn mày có thể đi vào không cho vào còn cứng hơn sông, hừ hừ. Ta xem ngươi là muốn chết không thành đánh cho ta, bảy tám tên hộ vệ toàn bộ cầm côn bổng, vây quanh một cái thân hình gầy gò, quần áo tả tơi, dâu ria xồm xoàm, còn mang theo một cái mặt nạ dã nhân. Bên cạnh một tên tiểu nhị mặt mũi tràn đầy âm trầm nhục mạ không ngớt, bốn phía rất nhiều người qua đường cùng trong tử lâu công tử tiểu thư ở một bên người xem, mặt mũi tràn đầy đùa cợt bị vây quanh dã nhân, trong đôi mắt đều là mỏi mệt, tựa như lúc nào cũng phải ngã hạ. Hắn nhìn qua những này mắt chó coi thường người khác hạ nhân, nhìn qua liền muốn loạn côn đập tới hộ vệ, không nói gì nhấc chân đối tiểu nhị này liền là một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài mấy trượng, lúc này mới quát lạnh nói, đem các người trưởng quỹ kêu đi ra, tử lâu này ta mua. Bá bá bá, lúc đầu chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không chút nào để ý chuẩn bị theo bên cạnh đi ra ngoài tiền vạn quán bọn người, nghe được thanh âm này hậu thân con đột nhiên run lên, bốn đôi mắt toàn bộ hướng cái kia dã nhân quét tới, chiến vô song cùng tiền vạn quán rất nhanh bắn tới, không nói hai lời nhấc lên bên cạnh hai tấm ghế, đối liền muốn động thủ mấy tên hộ vệ đầu đập tới. Tô như tuyết cùng chiến lâm nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai cặp đôi mắt đẹp nhìn thấy kia dã nhân gầy gò thân thể, nghèo túng như tên ăn mày dáng vẻ, hai người thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cái mũi co rúm, lệ rơi đầy mặt. Chương 174, kẻ đến không thiện. Ầm, hai tấm ghế bị nện đến vỡ nát, hai tên hộ vệ cũng lập tức đầu rơi máu chảy một người lập tức như như giết heo giống lên có ai không có người nháo sự nhanh thông chi vĩnh viễn lão phát tín hiệu cho gia tộc đem đám người này đều làm thịt ầm um, người kia nói còn chưa lên tiếng tiền vạn quán một cái to mỏng đại thủ lập tức quét tới nắm lên một đoạn ghế chân tiếp tục nện xuống một câu không nói dùng hết toàn bộ khí lực vào chỗ chết thẻ vù vù còn lại hộ vệ lúc đầu nổi giận đùng đùng chuẩn bị động thủ nhìn thấy đánh người hai người sau đều choáng váng nhất là mấy tên hộ vệ nhìn thấy tiền vạn quán gương mặt mập kia sau càng sợ choáng váng. Tất cả mọi người trầm mặc đứng thẳng, hoảng sợ nhìn xem tiền vạn quán đối kia đầu đầy là huyết hộ vệ không ngừng nện xuống. Hưu, trong vương thành đệ nhất tử lâu tự nhiên có cường giả tỏa chấn, bên ngoài hộ vệ kêu thảm rất nhanh kinh động đến người ở bên trong. Đại trưởng quỹ mang theo mấy người nổ bắn ra mà ra, mấy người đều đằng đằng sát khí, đại trưởng quỹ thật xa tự quát lớn, thật lớn mật, dám ở tiềm long các nháo sự các ngươi có biết cái này tiềm long các là ai ra. À, vô Song công tử, đại trưởng quỹ thật xa nhìn thấy chiến vô Song đứng ở một bên cười lạnh không ngừng, sắc mặt thoáng cái lúng túng, rất nhanh kịp phản ứng chắp tay cười làm lành nói: Vô Song công tử, thế nhưng là hạ nhân không có mắt đắc tội ngài. Chiến vô Song đem trong tay ghế chân ném một cái, phủi tay, chỉ một ngón tay tiền vạn quán nói: Chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không muốn nháo sự, cũng không dám tại cái này nháo sự, là vị gia này đang nháo sự tình. Ừ, Tiềm Long các đại trưởng quỹ ngay từ đầu bị chiến vô Song hù dọa tiền vạn quán lại là đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ ràng mặt, giờ phút này nhìn chăm chú thoáng cái lập tức sắc mặt thay đổi, chân mềm nhũn bịch thoáng cái quỷ trên mặt đất, kinh hô lên thiếu, thiếu tộc trưởng. Bịch, một đám hộ vệ chân mềm nhũn lập tức đi theo quỳ xuống, tiền vạn quán thân phận bọn hắn không biết, chỉ là biết rõ vị gia này địa vị rất lớn, mỗi lần tới đây đều là chấn giữ thần du cường giả vĩnh viễn người quen quốc tự đón vào, sở dĩ vừa rồi thấy rõ ràng là tiền vạn quán sau đều không dám động thủ đánh trả, giờ phút này mới biết được lại là gia tộc bọn họ thiếu tộc trưởng. Âm, um, tiền vạn quán còn không có dừng lại, lần nữa cầm ghế chân đập một cái, còn hung hăng đạp một cước, lúc này mới phủi tay, coi thường quỳ trên mặt đất đại trưởng quý cùng một tên chấn giữ thần du cường giả, hấp tấp đi đến mang theo mặt nạ dã nhân trước mặt, định nọt cười nói, lão đại, có thể giải thức giận chưa hết giận ta giúp người đem đám người này toàn bộ phế đi. Mang theo mặt nạ dã nhân tự nhiên là giang giật, hắn sợ không đuổi kịp đại bộ đội, sở dĩ đi cả ngày lẫn đêm đi đường, lại sợ bị người phát hiện tung tích chặn giết, một đường đều là tại dã ngoại hoang vu bôn tẩu, lúc này mới tại hôm nay đã tới Vương Thành. Cái này hơn một tháng qua, hắn màn trời chiếu đất, chưa ăn qua một trận tốt, cũng không ngủ qua một đêm tốt cảm giác, cả người gầy hơn 10 cân. Tăng thêm quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, dâu ria xồm xoàm, nhìn cùng một cái dã nhân không khác. Sở dĩ ngay từ đầu tiền vạn quán bọn người không nhận ra được, hắn đến Vương Thành sau trước tiên tìm người tìm hiểu tin tức, biết được linh thú Sơn học viện học viện tại cái này đặt chân sau trực tiếp chạy tới. Bởi vì quá mệt mỏi, Giang giật muốn đi vào tìm chiến vô song hảo hảo ngủ một giấc, sở dĩ cũng liền không muốn quá nhiều. Đến tiềm long các tụ hướng bên trong sông, lúc này mới phát sinh sự tình vừa rồi. Nhà ngươi khai, Giang giật hỏi thăm một câu, nhìn thấy tiền vạn quán nịnh nọt nhẹ gật đầu. Hắn bản năng nâng lên một cái tay tại sau gáy của hắn vỗ một cái, cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì cho ra an bài một cái tốt nhất gian phòng, vây chết ra. Xoạt, Giang giật một cái theo bản năng động tác, một câu rất đơn giản lời nói, gây nên bốn phía một mảnh xôn xao. Vương Thành công tử tiểu thư ai không biết tiền vạn quán vị này chính là siêu cấp thế gia tiền gia thiếu tộc trưởng. Có người dám như thế nói chuyện cùng hắn còn dám người đánh hắn cái ót mấu chốt là. Tiền vạn quán bị đánh còn nửa điểm không tức giận, hấp tấp mang theo cái này dã nhân tiến vào. Chiến vô song còn có chiến lâm nhi cùng tô như tuyết, cũng không để ý chút nào cùng giang giật trên thân mùi lạ, theo thật sát ở phía sau. Lúc nào đi hoàng thành, tiền vạn quán đem Giang giật mang vào chiến vô song ở trong tiểu viện, Giang giật hỏi thăm một câu, khi biết hai ngày sau mới lên đường, một câu không nói, tìm tới một cái phòng nhào lên trên giường tựu nằm ngáy o o. Tô như tuyết chiến lâm nhi trong mắt đều là đau lòng, Giang giật rõ ràng gầy rất nhiều, tại các nàng trong ấn tượng trên người hắn vẫn luôn là sạch sẽ, giờ phút này lại như thế giờ giấy bẩn thiểu cùng một cái gọi ăn mày, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này hắn bị bao nhiêu tội hơn một tháng theo thần võ quốc nhất phương Nam chuyển tới Đại Hạ Quốc, lại đi vào Thánh Linh Quốc, cuối cùng vây quanh thần võ quốc Vương Thành, giang giật một người cô độc thâm sơn hoang dã đi ít nhất mấy chục vạn dặm đường, đổi lại các nàng khẳng định hội điên rồi. Đều ra ngoài đi, để giang giật nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Chiến vô song không ngần ngại chút nào giang giật đem hắn giường lớn làm cho bẩn thỉu cùng mọi người nói một tiếng đi ra. Tiền vạn quán đi tới về sau, nhìn thấy bên ngoài viện kia đại trưởng quỹ mang người quỳ gối cửa ra vào, lập tức giận không chỗ phát tiết, đi ra ngoài nhấc chân một cước đem đại trưởng quỹ đạp bay, lúc này mới cả giận nói cái này tiềm long các là gia tộc vị kia trưởng lão quản. Đại trưởng quỹ bờ môi run rẩy không dám nói lời nào, mấy tên hộ vệ lại không dám mở miệng, tên kia tỏa trấn ở đây thần du cảnh cường giả thì chắp tay nói, hồi thiếu tộc trường, cái này tiềm long các tháng tư trước đại công tử tiếp thủ, lưu trưởng quỹ cũng là đại công tử tự mình sai khiến. Tiền phi, tiền vạn quán con người lạnh lẽo, Trùng điệp hư một cái nói, ta cái này đường ca càng ngày càng có tiền đồ A à, gia tộc cũng thật là mặc cho hắn giải vò đi. Lưu trưởng quý cùng đám này cầu nô tài lập tức xéo ngay cho ta, tiền ra mặt đều cho ngươi ném xong. Vĩnh viễn lão, việc này ngươi cùng ta phụ thân thông báo dưới, để hắn phái người tiếp quản tiềm long các. Mặt khác đem việc này cũng cùng gia tộc nói một chút, bên trong người kia tên là. Giang giật, giang giật, kia lưu trưởng Quý nghe xong cái tên này thân thể run lên, nội tâm hận không thể đem cái kia mắt chó xem người em vợ cho tươi sống bóp chết. Thật sự là hắn là tiền phi sai khiến tiếp quản tiềm long các, nữ nhi của hắn là tiền phi tiểu thiếp, cái này thật vất vả để nữ nhi quấy giày đòi hỏi mới lấy được việc phải làm, lại bị em vợ mình thoáng cái làm hỏng. Lưu trưởng quý cùng vĩnh viễn lão bọn hộ vệ đi xuống, tiền vạn quán mấy người cũng không tâm tư đi đắc nguyệt lâu, tùy ý để cho người ta an bài một chút đồ ăn ngay tại trong tiểu viện bắt đầu ăn. Vừa mới ăn xong pha được một bình trà, bên ngoài vĩnh viễn lão vội vàng đi đến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, thiếu tộc trưởng, vô song công tử, thái tử phái người đến tuyên chỉ. Tuyên chỉ, tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau âm thầm kinh nghi, cái này thái tử bình thường người rất hiền hòa, cho dù có sự tình tối đa cũng sẽ chỉ làm người truyền câu nói, lại như trịnh trọng việc phái người tuyên chỉ. Một tên mặc áo bảo vàng ngữ lâm quân nhanh chóng đi đến, tiền vạn quán cùng chiến vô song chiến lâm nhi bọn người vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ, tôi như tuyết không phải thần võ quốc người, ngược lại là không chút nào kiêm kỵ đi vào gian phòng trốn đi ý chỉ là cho chiến vô song khẩu khí rất cường ngạnh tối nay thái tử tại phủ thái tử thiết yến mở tiệc chiêu đãi linh thú sơn sở hữu học viên cùng đạo sư để chiến vô song thông cáo tất cả mọi người đồng thời phụ bên trên một phong tề viện trưởng tự tay viết thư chiến vô song tiếp chỉ về sau tiền vạn quán để vĩnh viễn lão đem tuyên chỉ ngự lâm quân dẫn đi khoản đãi một phen hai người nhìn xem thánh chỉ đều nở nụ cười khổ chiến vô song rõ ràng nhất Tô Như Tuyết tại giữa trưa không có đi dự tiệc, để vị này tâm cao khí ngạo thái tử thật mất mặt, rất tức giận, lúc này mới cưỡng ép hạ chỉ. Kẻ đến không thiện A, à, chương 175, có ta ở đây không ai có thể động ngươi. Ta không đi, muốn đi các người đi, đừng nói cái gì thái tử, coi như thần võ quốc quốc chủ hạ thánh chỉ, ta đều không đi. Ta cũng không phải các người thần võ quốc con dân, các người thái tử ý chỉ có thể ước thúc không được ta. Tô Như Tuyết biết được ý chỉ về sau, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vô cùng quả quyết cự tuyệt nói. Tiền vạn quán cùng chiến vô song nở nụ cười khổ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tô như tuyết không có nói sai, thần võ quốc ý chỉ đối tô như tuyết tới nói cái rắm cũng không bằng. Cũng tỉ như bọn hắn đi hoàng thành, giống như tao ngộ khác các nước chư hầu thái tử, bọn hắn cho chiến vô song tiền vạn quán hạ chỉ, hai người khẳng định cũng sẽ xem như một tấm giấy nháp. Vấn đề là, hạ vô hối cái này ý chỉ không phải hạ cho tô như tuyết, mà là hạ cho chiến vô song. Chiến gia mặc dù là siêu cấp thế gia, nhưng nói thế nào đều là thần, vị này thái tử thiên tư, nhân phẩm, ngư lược đều là đỉnh cấp, tại chiến vô song cùng tiền vạn quán trong mắt, về sau nhất định là đời sau quốc chủ, là chủ tử của bọn hắn. Chủ tử hạ lệnh, làm nô tài sao có thể không dụng tâm làm việc đắc tội hạ vô hối tiền vạn quán cùng chiến vô song về sau đều không có quả ngon để ăn. Chiến vô song rơi vào đường cùng, đem tề viện trưởng từ tay viết thư lấy ra, đồng thời ẩn dụ khuyên bảo, vị này thái tử nhân phẩm không tệ loại hình vân vân, ý tứ để nàng tùy ý đi xã giao một phen, có thể nửa đường ra khỏi hội trường loại hình. Kết quả tô như tuyết tựa hồ ăn đòn cân sắt tâm kiên quyết không đi, đem chiến vô song cùng tiền vạn quán gấp đến độ lông mày đều bốc cháy. Bọn hắn có lẽ có thể mang theo còn lại học viên đạo sư đi phủ thái tử dự tiệc, đến lúc đó nói một câu tô như tuyết ngựa xe vất vả, thân thể không được tốt ứng phó, nhưng thái tử khẳng định hội âm thầm ghi hận, nói không chừng liền hai người cũng cho giận chó đánh mèo. Khuyên nửa cái buổi chiều, hai người đều không có biện pháp, riêng phần mình đi thông chi còn lại học viên cùng đạo sư, những người còn lại ngược lại là không nói gì, nhất là Vân Phỉ còn lập tức gật đầu đáp ứng, để lúc đầu đầy bụng tức giận chiến vô song thật buồn bực. Đến đang lúc hoàng hôn, Giang giật còn tại ngủ say, tôi như tuyết cố chấp không chịu đi, tiền vạn quán cùng chiến vô song chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo học viện đạo sư cùng tham chiến học viên đi dự tiệc. Tô như tuyết đám người đi, một người ngồi nhàm chán, dừng một chút, tiến vào giang giật gian phòng. Nhìn xem hắn khuôn mặt gầy gò, nghèo túng dáng vẻ đầy mắt đau lòng, buổi chiều quá nhiều người nàng không dám bộc lộ quá nhiều, giờ phút này cùng giang giật hai người liền rốt cuộc khó có thể che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Ừ, trong phòng ngồi một hồi, nàng cái mũi có chút co rúm, nghe giang giật trên người mùi thối lông mày nhăn. Nhìn ra ngoài một hồi rốt cuộc nhịn không được, ra ngoài để ngoài cửa thị nữ đánh tới một chậu ấm áp nước, sau đó tự mình đi vào gian phòng, cho giang giật lau. Dù sao cũng là chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ, nàng giúp Giang giật bỏ đi phía ngoài trường bào hòa, chỉ cầu một đầu thu quần lúc, nhìn xem cái kia cường tráng cơ bắp, ngủ say gương mặt, lập tức ngượng ngùng khó nhịn, toàn thân nóng hổi, mặt mở ra cái khác đi không dám nhìn nhiều. Giang giật gầy hơn 10 cân, nhưng trên người cơ bắp vẫn như cố từng cục tấm đâm, trên mặt mặc dù dâu ria xồm xoàm, nhưng càng lộ ra có nam tử dương cương mị lực. Tô như tuyết lao lao rồi một trận, luôn luôn nhìn không được quay đầu quan sát, loại kia xấu hổ tiểu nữ nhân tư thái cực kỳ mê người. Ây, Giang giật ngủ say bên trong đột nhiên chuyển cả người, đem tô như tuyết dọa đến thân thể mềm mại run lên, vội vàng quay đầu đi không còn dám nhìn. Bất quá giang giật xoay người, vừa vặn giúp hắn lau phía sau lưng, tô như tuyết cũng liền nhắm mắt lại nhẹ nhàng bắt đầu cho hắn lau phía sau lưng. Ai ngờ, sát sát giang giật lại chuyển một thân hình, tô như tuyết tay vẫn còn tại hạ ý thức lau, thoáng cái tại trên mặt hắn trả sát mấy lần, triệt để đem giang giật làm tỉnh lại. Ừ, giang giật mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt ngồi một nữ tử, trên người mình áo bảo lại bị rút đi, vội vàng bay nhảy thoáng cái ngồi dậy, nắm lên trên giường cái chén che khuất thân thể, hốt hoảng kêu lên, ngươi, ngươi là ai ngươi muốn làm gì? Tô như tuyết nhìn lại, nhìn thấy giang giật cái dạng này, sắc mặt thoáng cái đỏ như lửa đốt, vừa thẹn vừa giận, đem trong tay khăn tay hướng giang giật đập tới, cáu giận nói ta có thể làm gì ta còn có thể mạnh mẽ. Ngươi không thành, giang giật đưa tay bắt lấy khăn tay, triệt để tỉnh táo lại, nhếch miệng cười nói, ai bảo ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn đem ta cởi quần áo còn cầm nước đi trên mặt ta mà ta đây không phải bị hù dọa sao? Một câu nữ nhân ngu xuẩn, để cho hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, đều trở nên lúng túng, hai người trong đầu hiện ra tại Hắc Vân Sơn mạch cưới ngân nguyệt yêu lang lao nhanh hình tượng, Tô Như Tuyết càng là xấu hổ con mắt cũng không dám mở ra. Lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức đem mặt xoay lái đi, sắc mặt trở nên băng lãnh. Ai, Giang giật nghĩ đến Tô Như Tuyết trở lại học viện về sau, gần như chưa từng cùng gặp mặt hắn. Hắn đi đưa chiến vô xong lúc, một mực nhìn lấy nàng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có xem chính mình một chút, tâm tình lập tức trầm xuống. Hắn không biết tô như tuyết vì cái gì như thế đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, nhưng hắn biết rõ nếu là không có khó tả nỗi khổ tâm trong lòng, nàng tuyệt đối sẽ không dạng này. Hắn hiểu rõ tô như tuyết, mặt ngoài mặc dù nhìn bất cận nhân tình, nhưng đây là nàng ngụy trang mặt nạ, nội tâm của nàng là một cái ôn nhu hiền lành cô gái tốt, đáng giá bất kỳ nam nhân nào che chở cả đời cô gái tốt hai người cứ như vậy trầm mặc xuống gian phòng bên trong bầu không khí không có kiểu diễm có chỉ là xấu hổ giang giật rất không thích bầu không khí như thế này trầm ngâm một trận mở miệng nói trời tối a à chết đói ta phòng tắm ở đâu giúp ta làm ăn chút gì ta đi trước rửa mặt một phen nha tô như tuyết giật mình tỉnh lại vội vàng mang theo giang giật ra ngoài để thị nữ an bài giang giật đi rửa mặt lại để cho thị nữ cho hắn tìm một thân buổi chiều tiền vạn quán đưa tới áo choàng, lúc này mới tự mình đi tiền đường giúp Giang giật điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, để bọn hắn đưa tới. Ngồi tại trong sảnh, tôi như tuyết có chút trần chờ, nàng mấy lần đều đứng lên nghĩ trở lại chính mình trong sân. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi cùng Giang giật một chỗ, nhìn thấy cái kia khuôn mặt, cặp kia chân thành sạch sẽ con ngươi, nàng cảm giác luôn luôn không có cách nào cùng hắn ngụy trang, luôn luôn lơ đáng lộ ra lúc đầu diện mục. Tô như tuyết, người đây là tại ngoạn hỏa, người không thể tiếp tục nữa. Người là đạo sư, hắn là học sinh của ngươi, các ngươi tranh lệch năm tuổi, mà lại ngươi vẫn là có vị hôn phu người, ngươi sao có thể như vậy không biết xấu hổ tô như tuyết lặng yên nỉ non một tiếng, trên mặt đều là nổi giận, nhưng bước chân làm thế nào cũng không bước ra đi. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, còn rõ ràng là hai người, tô như tuyết có chút hổ nghi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Học viện người đều đi dự tiệc, chẳng lẽ tiền vạn quán cùng chiến vô song nhanh như vậy liền trở lại a à, tề viện trưởng tô như tuyết nhìn người tới sau càng thêm nghi ngờ tề viện trưởng không phải trong vương cung sao làm sao đột nhiên trở về nha đầu a à, tề viện trưởng không có vào đây tại cửa ra vào cười khổ nói ra mặt mũi của ngươi thật là lớn a à, thái tử mời ngươi dự tiệc ngươi cũng không đi làm hại hắn để cho người ta tìm ta lão thái bà này tự mình đi một chuyến mặt mũi của ta tổng cho a à. a à, tô như tuyết giao dự nàng lúc này mới nhớ tới tề viện trưởng trước kia tựa như là thần võ quốc người, cùng vương thất còn có chút quan hệ nàng tự mình đến mời, coi như không cho thái tử mặt mũi, cũng phải cho nàng mặt mũi a. À. Kẹt kẹt, bên cạnh một đạo môn vừa vặn mở ra, giang giật mặc chỉnh tề đi ra. Sâu còn cào đến sạch sẽ, mặc vào cầm bao cả người đều tinh thần xuất khí, nhất là khuôn mặt gầy gò, càng như đau gọt, thấy tô như tuyết đều ngơ ngẩn. Có tiệc ăn, giang giật tựa hồ nghe đến tề viện trưởng, nhìn thấy tô như tuyết xoắn suýt biểu lộ, hắn nhếch miệng cười nói kia đi thôi. Tô đạo sư, người yên tâm có ta ở đây không ai có thể động ngươi. Tô như tuyết lại khẽ giật mình, nhìn một chút giang giật, lại nhìn một chút tề viện trưởng, cắn răng nói tốt ra. mươi 176, tô như tuyết thân phận. Vương thành rất lớn cũng rất đẹp, giang giật vừa mới lúc đi vào, kém chút ở nửa đường ngủ thiếp đi, tự nhiên không tâm tư đi nhìn nhiều. Giờ phút này cùng tô như tuyết ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài rộng lớn sạch sẽ đường đi chỉnh tề phòng ốc bên đường thành ấm cây liếu nhìn qua nơi xa như một mảnh tinh quang nhà nhà đốt đèn nghe bên người mỹ nhân mùi thơm cảm giác rất là hài lòng tề viện trưởng đem tô như tuyết thỉnh động an vị lấy xe ngựa lần nữa đi hoàng cung hoàng cung tại phía bắc phủ thái tử lại tại phía đông sở dĩ chỉ có thể mỗi người đi một ngả xe ngựa là vĩnh viễn lão an sắp xếp rất là xa hoa thoải mái dễ chịu trên xe ngựa có tốt nhất lá trà cũng có mỹ vị quả, đáng tiếc chính là không có rượu thịt. Giang giật rất mau đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía bên cạnh tựa ở trên cửa sổ xe nghỉ ngơi tô như tuyết trên mặt, thấy được nàng sắc mặt có chút tái nhợt, cong cong lông mi còn lắc một cái lắc một cái, hai tay nắm chắc váy có chút nghi ngờ hỏi, tô như tuyết, không phải liền là đi tham gia một cái yến hội sao ngươi vì sao khẩn trương như vậy. Tô như tuyết lông mi run rẩy thoáng cái, mở to mắt nhưng không thấy giang giật mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói giang giật nhìn mấy lần không hỏi thêm nữa bất quá vẫn là có chút lo lắng tô như tuyết hôm nay có ta khác thường a à. giang giật xe ngựa đi lại một lát tô như tuyết đột nhiên nhẹ nói chờ một chút đi phủ thái tử bất luận xảy ra chuyện gì người muốn đều ẩn nhẫn một chút ngươi nói thế nào đều là thần võ quốc con dân đắc tội bên trong đại nhân vật đối với phát triển của ngươi sau này bất lợi ha ha giang giật cười nhạt một tiếng xem thường nói ra ta đắc tội người còn thiếu sao yên tâm đi ta cũng không phải chó điên gặp ai cũng cắn, không đến trêu chọc ta, ta mới lười đi để ý tới những người này. Ừm, tô như tuyết nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, cũng không có tiếp tục dương ngủ, ánh mắt một mực nhìn qua ngoài cửa sổ xe, trong mắt đẹp đều là yêu sầu. Tiềm long các tại trong vương thành, khoảng cách phủ thái tử không phải quá xa. Chỉ là gần nửa canh giờ, xe ngựa đứng tại một tòa khí phái cung điện trước mặt, giang giật xuống xe ngựa về sau, nhìn qua kia nguy nga thành cung, to lớn sư tử đá, sơn đỏ đại môn âm thầm cảm khái cái này phủ thái tử không cần đi vào từ bên ngoài xem liền biết bên trong đến cỡ nào khôi hoàng khí phái vĩnh viễn lão làm việc rất chu toàn đã sớm để cho người ta đến đây thông bẩm phủ thái tử hạ nhân cửa ra vào một tên mặc ngự lâm quân màu vàng chiến giáp thống lĩnh thấy là tiền ra xe ngựa thật xa tựu đi tới đối hai người chắp tay nói thế nhưng là tô tiểu thư cùng giang công tử gặp hai người gật đầu thống lĩnh vội vàng mang theo hai người hướng bên trong đi đến thẳng đường đi tới giang giật bị hoa mắt đình đài thủy tạ, vườn hoa hồ nhỏ, cung điện lầu các, giang giật tựa như một tên nhà quê một đường âm thầm ngạc nhiên. Trái lại tô như tuyết thì mang theo lụa mỏng, khuôn mặt bình tĩnh thong dong, một mực chậm rãi tiến lên, chưa từng quan sát phụ cận cảnh sắc. Ba người tăng thêm hai tên thị nữ đi ước chừng nửa nén hương thời gian, mới đi tới một tòa cung điện bên ngoài, kia thống lĩnh làm một cái tư thế xin mời, tại tô như tuyết cùng giang giật hướng bên trong đi đến lúc, tài cao âm thanh thông báo tô tiểu thư, giang công tử đến. Bá bá bá, Bên trong một đám ánh mắt lập tức hướng bên này quét tới, rất nhiều người nhìn thấy tô như tuyết đôi mắt sáng lên, đương nhiên cũng có một số người nhìn xem giang giật, lộ ra vẻ phức tạp. Cung điện này khí phái, giang giật đi vào cung điện sau thầm quát một tiếng, cung điện này khoảng chừng phương viên 200 trượt, đại môn đối chính là một tấm tử kim đài, tử kim đài giật lấy một vị người mặc áo mãng bảo thanh niên anh Tuấn. Tử kim đài hai bên phân biệt xếp thành một hàng bầy đầy màu hoàng kim bản vuông, đằng sau riêng phần mình có một người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hoàng kim bàn vuông về sau, còn đồng dạng chỉnh tề trưng bày mấy hàng hắc khối gỗ vuông bàn, liếc nhìn lại ít nhất có gần trăm cái cái bàn, bên trong cũng ngồi gần trăm người. Hai bên cửa nhỏ, không ngừng có thị nữ như mây mặc đến, cho mỗi vị khách nhân dân lên mỹ vị món ngon. Mỗi lần một tấm bàn vuông bên cạnh còn có một tên thị nữ quỷ gối hầu hạ, toàn bộ trong cung điện đều bày khắp màu trắng thảm, bốn phía trên vách tường đều treo đầy dạ minh châu, chiếu sáng rạng rỡ, nơi hẻo lánh đốt lên thiền hương, cực kỳ xa hoa. Thái tử, Giang giật ánh mắt rơi vào tử kim sau cái bàn ngồi xếp bằng áo mãng bào nam tử trên thân, nội tâm âm thầm cảm khái, khi còn bé nguyện vọng lớn nhất liền là nhìn một chút thành chủ cơ thiên, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy thần võ quốc thái tử. Đương nhiên hắn giờ phút này tâm tính xưa đâu bằng nay, ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, hướng đại điện bên trong nhân vọng đi, xem xét phía dưới lại phát hiện rất nhiều người quen bên trái hoàng kim trên bàn vuông theo thứ tự ngồi trưởng tôn vô kỵ chiến vô song tiền vạn quán còn có các vị khí độ bất phàm công tử nghĩ đến hẳn là long gia ảnh gia thái sử gia đệ nhất công tử loại hình nếu không căn bản không có tư cách ngồi tại hàng thứ nhất giang giật cũng nhìn thấy ảnh sát long tượng bọn người ngồi tại hàng thứ hai nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ về sau giang giật khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem ra bữa cơm này hẳn là ăn không ngon ánh mắt của hắn hướng bên phải nhìn lại ngồi tại vị trí thứ nhất thế mà cũng là một tên người mặc áo mãng bào thanh niên, bất qua thái tử áo mãng bào là cửu trảo, hắn là bát trảo, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn xem chính mình, giang giật rõ ràng trong mắt hắn thấy được sát ý. Sắp xếp vị thứ hai chính là một vị mỹ nữ, người mặc tam thải phong bào, mang theo ngọc quan, còn được lụa mỏng, xem khí chất cùng tư thái tuyệt đối là tô như tuyết cấp bậc mỹ nhân, hẳn là vị công chúa. Để tam cái thứ bốn là vân phỉ, thân ảnh, ani bọn người là người quen. Cái này vương thành đại gia tộc công tử cùng tiểu thư đều tới A à thật lớn chàng diện A. À. Giang giật âm thầm cảm khái, để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn cũng không nhìn thấy Thủy Thiên Nhu, tiền vạn quán trước kia không phải nói nàng tại vương thành sao chẳng lẽ lại hồi trở lại tinh vẫn đảo. Ha ha ha, ngay tại Giang giật trầm ngâm lúc, thái tử hạ vô hối đứng lên, thế mà nụ cười chân thành tự mình tiến lên đón, ánh mắt chừng chừng nhìn qua tô như tuyết, trên mặt còn có chút trách cứ nói ra, như tuyết, người kiêu ngạo thật là lớn A, à không hối hận đều mời người ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể làm phiền tề viện trưởng, người mới cho mặt mũi. Chẳng lẽ lại không hối hận trong mắt ngươi cứ như vậy chẳng thèm mó tới sao? Như tuyết, giang giật trong con người hiện lên một lần kinh ngạc, chiến vô song tiền vạn quán mấy người cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hạ vô hối lại kêu như thế thân mật chẳng lẽ lại trước kia hai người nhận biết thế nhưng là tô như tuyết một mực tại linh thú sơn học viện, hạ vô hối cũng một mực tại thanh long học viện, hai người làm sao có thể nhận biết. Tô Như Tuyết có chút gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Thái tử điện hạ, Như Tuyết chỉ là ngựa xe vất vả, thân thể có chút khó chịu, cũng không có ý đồ đặc biệt. Ừ, Giang giật bọn người lần nữa kinh dị, Tô Như Tuyết đối mặt thân mật như vậy xưng hô, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, cái kia chính là không hối hận sai, sai lầm sai lầm, đã tới, an vị một hồi đi. Hạ vô hối tướng mạo khôi ngô, trên thân chỉ có một cỗ đế vương ra ra ung dung hoa quý khí độ, mắt hổ bên trong thỉnh thoảng tinh quang bắn ra, rất là khiếp người. Hắn cùng tô như tuyết nói một câu, lúc này mới ánh mắt nhìn về phía mọi người, giải thích nói, chư vị chắc hẳn còn không biết ai như tuyết là đại hạ quốc cửu công chúa, cũng là không hối hận vị hôn thê, một năm rưỡi năm phụ hoàng cùng đại hạ quốc quốc chủ tự mình quyết định, không hối hận cùng như tuyết công chúa cũng là hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Xoạt, cả sảnh đường xôn xao. Giang giật trong đầu lại như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ lên, cả người thân thể đều run lên, sắc mặt cũng biến thành yếu ớt như tuyết. chương 177, ai lặng yên lớn hơn tâm chết. Tô như tuyết thân phận một mực rất thần bí, có thể viện trưởng che chở nàng, cũng không ai dám điều tra nàng, bất quá tiền vạn quán cùng giang giật đều biết nàng địa vị rất lớn. Có được tím mị thần quang như thế cường đại bí thuật, làm sao có thể là người nhà bình thường nữ tử nhưng giang giật cùng tiền vạn quán chiến vô song bọn người không nghĩ tới, lại là đại hạ quốc công chúa. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là nàng lại là thái tử vị hôn thê. Giang giật đối với cái này Mỹ lệ nữ đạo sư tình cảm một mực rất phức tạp, cùng tôi như tuyết kinh lịch nhiều chuyện như vậy, một cái chưa từng yêu đương qua thiếu niên gặp được một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, nữ tử này còn nhiều lần cứu hắn, tại vạn long cốc thậm chí không tiếc sinh mệnh cũng muốn theo vào đến, Giang giật đối nàng không có tình cảm kia là giả. Kỳ thật, Giang giật nội tâm đối với nữ tử này tình cảm đã phi thường sâu, sâu đến tùy thời có thể cho là nàng đi chết tình trạng giống như không phải tô như tuyết đối với hắn như gần như xa, tận lực tại tránh hắn, Giang giật nói không chừng đã sớm cùng nàng tỏ tình. Chính là bởi vì tô như tuyết như thế, tăng thêm hai người lại là thầy trò quan hệ, Giang giật bản thân lại có chút tiểu tự ti, sở dĩ hai người mới một mực duy trì dạng này kỳ lạ lại quan hệ. Giang giật đoán được tô như tuyết có nỗi khổ tâm, nhưng không nghĩ cái này nỗi khổ tâm đúng là nàng có vị hôn phu, vẫn là thần võ quốc thái tử. Không đúng, Giang giật thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng tiền vạn quán quét tới tiền vạn quán không phải nói thái tử có thái tử phi sao không phải trưởng tôn ra người sao vì sao lại biến thành tô như tuyết vị hôn phu để hắn tuyệt vọng là tiền vạn quán đối với hắn lắc đầu còn đánh cái đợi lát nữa cùng hắn giải thích thủ thế sang giật mặt mũi tràn đầy đắng chát rủ xuống con mắt giấu ở trong tay áo tay thật chặt nắm chặt móng tay khảm vào lòng bàn tay đều không có phát giác a à, tô như tuyết thân thể mềm mại run lên nàng không nghĩ tới hạ vô hối vậy mà trước mặt mọi người công bố thân phận của nàng còn công bố hai người hôn ước nàng cảm nhận được bên cạnh giang giật trên người dị dạng lụa mỏng phía dưới đôi mắt đẹp hiện lên một tia thống khổ nhưng rất nhanh khôi phục lạnh lùng ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết nhẹ giọng nói ra thái tử điện hạ không mời bản công chúa đi vào ngồi ha ha hạ vô hối lặng yên quét giang giật một chút rất nhanh vẻ mặt tươi cười vươn một cái tay mà tôi như tuyết thế mà không có tránh né mặc cho hắn lôi kéo hướng chính giữa tử kim đài bên trên đi đến. Ken két, Giang giật mặc dù buông thóng ánh mắt, nhưng dư quang cũng nhìn thấy đây hết thảy, ngón tay của hắn bóc rung động, nhìn xem tô như tuyết từng bước một hướng phía trước đi đến, hắn cảm giác chính mình đang bị thế giới này vứt bỏ. Trước mắt sáng như ban ngày cung điện, cũng biến thành lờ mờ tối tăm, thế giới của hắn trở nên một vùng tăm tối, không có một tia sáng. Hừ, đúng lúc này, ngồi ở bên phải vị thứ nhất người mặc bát chảo áo mãng bào nam tử đột nhiên lạnh lùng một tiếng, Tà nhãn nhìn qua giang giật nói, ở đâu ra ngoài vòng giáo hóa man di không hiểu quy củ như thế nhìn thấy thái tử cùng bản vương tử lục công chúa, thế mà không biết hành lễ nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi cơ bản lễ nghi sao. Ây, một đám người sắc mặt dây lát biến, người ở chỗ này cái nào không phải đại gia tộc ra, người nào không biết giang giật là chấn tây vương tử riêng vừa rồi giang giật vẻ mặt thống khổ mọi người cũng nhìn thấy trong mắt, mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng cũng đoán được bảy tám phần. Cái này tam vương tử như thế châm chọc khiêu khích, gián tiếp đang mắng giang giật không cha không mẹ không có giáo dục, phải chăng quá mức. Tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy vẻ tức giận cùng lo lắng. Hai người sợ giang giật phát cuồng, đại náo phủ thái tử, không gì hơn cái này trường hợp hai người tự nhiên không dám mà tam vương tử mặt mũi, cũng liền trầm mặc không nói, âm thầm cho giang giật nháy mắt ra dấu để hắn ẩn nhẫn. Giang giật coi thường hai người ánh mắt, ánh mắt hướng bị thái tử nắm tô như tuyết nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, miệng đầy đắng chát mở miệng nói đúng vậy a à, ta giang giật từ nhỏ đã là cô nhi không có cha giáo không có mẹ đâu để chư vị chê cười ha ha giang giật lần này lời nói rất bình tĩnh nụ cười cũng không thê lương nhưng chính là dạng này ngữ khí nụ cười như thế ngược lại càng làm cho tiền vạn quán chiến vô song cảm giác càng không phải là tư vị hai người trong đầu không tự chủ được hiển hiện một câu ai lặng yên lớn hơn tâm chết tô như tuyết nghe được câu này về sau thân thể mềm mại cũng khẽ run lên bước chân ngừng lại nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quay đầu, tại thái tử hạ vô hối dắt dẫn tới đi đến tử kim đài, quỳ tòa tại một cái bổ đoàn phía trên, cúi thấp đầu, tựa hồ không dám nhìn giang giật. Tam vương tử gặp giang giật không như trong tưởng tượng nổi giận hơi kinh ngạc, không gì hơn cái này trường hợp hắn cũng không dám tiếp tục khiêu khích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn giang giật vài lần, vân phỉ mấy người cũng thật bất ngờ, giang giật cái này tính khí không giống hắn a. À. Lại nói, giang giật sắc mặt càng thêm bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn nữa hướng tô như tuyết, mà là bốn phía quét qua bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng là linh thú sơn học viên A cũng tại mở tiệc chiêu đãi trên danh sách A, không thể cho ta chỗ ngồi. Hạ vô hối vừa mới đi đến từ kim đài, lập tức vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, giang công tử nói đùa, linh thú sơn đệ nhất thiên tài, không hối hận làm sao dám lãnh đạm người tới, ban thưởng ghế ngồi. Được rồi, ta an vị vậy đi, giang giật nhún vai, hướng tiền vạn quán đi đến, vỗ sau gáy của hắn, tiền vạn quán lập tức xê dịch to mỏng cái mông, đem chủ vị nhường lại, chính mình ngồi trồm hổm ở một bên, cũng may hoàng kim bàn đủ dài cũng không ảnh hưởng. Lão đại, nhịn xuống, tiền vạn quán thấp giọng nói ra, khác đừng trêu chọc thái tử, nếu không về sau ngươi thật không có cách nào tại thần võ quốc lăn lộn. Ân, ban đầu thái tử phi tại một năm rưỡi năm bệnh qua đời, chúng ta coi là sẽ tiếp tục cưới một vị trưởng tôn gia tiểu thư tục huyền, không nghĩ tới lại cùng tô đạo sư đính hôn. Giang giật nhàn nhạt lên tiếng, nắm lên trên bàn một cái dầu mỡ giò tựu gặp, động tác thô lỗ đến cực điểm. Như thế trường hợp, bốn phía đều là danh môn công tử tiểu thư, cho người ta ấn tượng hoàn toàn chính xác giống như là một cái không hiểu lễ nghi ngoài vòng giáo hóa man di. Người tới, tấu nhạc, nhảy múa, hạ vô hối không lưu ngân dấu vết hướng bên này nhìn thoáng qua, mỉm cười, vung tay lên đại điện bên trong rất đi mau bên trên một đám cung nữ, bắt đầu tấu nhạc khiêu vũ, giữa sân bầu không khí rất nhanh cũng khôi phục náo nhiệt. Đều là đại gia tộc gia công tử tiểu thư, lòng dạ bao nhiêu có một ít, loại trường hợp này tự nhiên sẽ chủ động điều tiết bầu không khí. Lão đại, việc này đoán chừng chẳng trách tô đạo sư, người cũng biết năm đó đại hạ quốc tiến công nước ta, bị cha ngươi. Bị Trấn Tây Vương tại đoạn hồn cốc chém giết mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ. Sau đó Trấn Tây Vương lại xua quân xuôi nam, kém chút giết tới đại hạ quốc vương thành. Đại hạ quốc giờ phút này quốc lực mềm yếu lui, rất là e ngại nước ta, cho nên mới có hòa thân tiến hành. Tô Đạo Sư sợ cũng là không có cách nào kháng vương mệnh A. À. Lão Đại, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người là Tam Vương Tử Hạ Điền, ngồi bên cạnh là Lục Công Chúa Hạ Phi Ngư, bên kia là Thái Sử Vấn Thiên, ảnh đao. Tiền vạn quán ở một bên không ngừng thấp giọng giải thích, Giang giật ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm gặm trong tay giò, ăn rất ngon lành, quỷ chết đói kia dáng vẻ thấy bên cạnh công tử tiểu thư liên tục thở dài. Cũng thấy chiến vô song cùng tiền vạn quán trong lòng không biết tư vị gì, càng thấy ngồi phía sau chiến lâm nhi nước mắt lã trã rơi xuống. Trường tôn vô kỷ tại giang giật sau khi đi vào một mực không nói chuyện, lúc đầu hạ điền khiêu khích giang giật thời điểm hắn còn tưởng rằng giang giật hội bão nổi lại không nghĩ rằng hắn có thể nhịn xuống đến giờ phút này đợi một hồi nhìn thấy giang giật một mực trầm mặc gạm giò có chút nghẹn không ra hôm nay cơ hội tốt như vậy thế nhưng là ngàn năm một thuở a à. các loại chờ một khúc lạc thôi phụ nữ lùi xuống đi lúc hắn con người nhất chuyển đột nhiên mở miệng tam điện hạ người câu nói mới vừa rồi kia nói đúng cực kỳ một ít người cũng không chú ý ta ảnh hưởng cái này tướng ăn quá khó nhìn a à đem cái này phủ thái tử yến hội xem như cái gì chợ búa tụ hội hạ điền khóe miệng đều là đùa cợt lập tức nói tiếp không có giáo dục liền là không có giáo dục thái tử lần sau cũng đừng mở tiệc chiêu đãi loại người này phá hư bầu không khí chương 178, lấy một địch vạn bốn phía rất nhanh yên tĩnh trở lại toàn bộ ánh mắt nhìn về phía giang giật hai người như thế khiêu khích cái này linh thú sơn đệ nhất thiên tài chấn tây vương tử riêng còn có thể nhẫn vượt quá mọi người ngoài ý muốn giang giật xem như hai người tại đánh rắm không lọt vào mắt tự mình gạm giò rất nhiều tiểu thư bao quát vị kia mang theo cái khăn che mặt lục công chúa hạ phi ngư trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng nguyên bản còn muốn mắt thấy thoáng cái linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài trấn tây vương tử riêng vô thượng phong thái xem ra là bọc mủ sợ hàng một cái nào biết giang giật đem cái kia khoảng chừng bắp chân lớn giò gặm đến không còn một mảnh về sau cầm lấy bên cạnh khăn trải bàn xoa xoa tay đột nhiên đứng lên ánh mắt bình tĩnh ở trước mặt mọi người bên trên quét qua cuối cùng rơi vào trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền trên mặt cười nhạt nói trưởng tôn công tử tam vương tử ta biết các ngươi đã sớm nhìn ta giang giật khó chịu các ngươi cũng đừng tại kia châm chọc khiêu khích âm dương quái điều không phục tựu ra ngoài làm một cuộc một mình ta xxx các ngươi hai cái như thế nào đến rồi rất nhiều người lập tức đôi mắt sáng lên Giang giật vừa ra nói giống như này thịnh vượng trực tiếp muốn một cái đánh hai cái phải biết hạ điền thế nhưng là 23 tuổi, mặc dù là cái hoàn khố vương tử, nhưng cũng dựa vào đan dược tu luyện tới tử phủ cảnh đỉnh phong, trên thân còn có dị bảo. Trường tôn vô kỵ không cần phải nói, thực lực mặc dù chỉ có tử phủ cảnh lục trọng, nhưng hắn có một đầu nhị giai đỉnh phong băng long linh thú A. Cái này vương thành công tử tiểu thư, cái gì chàng diện chưa thấy qua chàng diện sợ là rất khó để mọi người hưng phấn lên. Cái này linh thú sơn đệ nhất thiên tài, Trấn Tây Vương Tử riêng vừa đến đã cùng Tam Vương Tử, trưởng tôn ra thiếu tộc trưởng chơi lên. Như thế kình bạo sự tình, tự nhiên thiêu đốt các nàng trong máu nhiệt huyết thừa số. Bất quá rất nhiều người ngược lại là có chút hoài nghi, Giang giật mặt ngoài thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh cửu trọng, hắn thật có thể làm được qua hai người. Vượt quá vô số nhân ý dự đoán bên ngoài, Giang giật như thế khiêu chiến, trưởng tôn vô kỵ thế mà trầm mặc, hạ điền một mực tính khí thịnh vượng, tính cách trương dương, tại thời khắc này cũng trầm mặc hai người không dám cùng giang giật đánh ảnh gia đệ nhất công tử ảnh đao thái sử gia đệ nhất công tử thái sử vấn thiên còn có long gia đệ nhất công tử long khiếu thiên ba người liếc nhìn nhau 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 ngạc nhiên lúc đầu ba người đều có chút xem thường giang giật giờ phút này ngược lại là thay đổi cách nhìn lục công chúa hạ phi ngư lụa mỏng phía dưới đôi mắt đẹp tối sầm lại xa xa nhìn qua trưởng tôn vô kỵ ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt đùa cợt chỉ là trưởng tôn vô kỵ làm như không thấy quả thực là không có lên tiếng không dám Giang giật bưng lên một chén rượu ngon nốc ừng ực một cái, cười lạnh nói, không dám cũng đừng nương môn đồng dạng lại nhảy, hào hào một bữa cơm, tâm tình đều bị các ngươi làm không còn, mất hứng. Ngươi, hạ điền nổi giận đứng lên, một cái tay xa xa chỉ vào giang giật, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Cuối cùng chỉ có thể trùng điệp khẽ vỗ tay áo hử lạnh nói, bản vương tử thân phận tôn quý, mới bất hòa không có giáo dục ngoài vòng giáo hóa man di động thủ. Đối phó người dạng này mặt hàng, tùy ý một hai cái hạ nhân cũng có thể diệt ngươi, ha ha, Giang giật giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi dạng này. Ngươi gọi người đi, ta Giang giật năm nay 16 tuổi, ta cũng không cần ngươi gọi 16 tuổi hạ nhân, 18 tuổi dưới đây ngươi điều một vạn người đến, ta lấy một địch vạn như thế nào. Phách lối, cuồng vọng, điên cuồng, toàn trường một mảnh xôn xao, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, một người muốn đối chiến một vạn người. Tiền vạn quán cùng chiến vô song lại là lặng yên giơ ngón tay cái lên, Giang giật hôm nay bão nổi tại bọn hắn trong dự liệu, bất quá đảo không có mất lý trí. Toàn bộ vương thành 18 tuổi tử phủ cảnh võ giả có thể tìm ra rất nhiều, nhưng thần du cảnh thật đúng là tìm không ra một cái. Giang giật tin tưởng như vậy, hiển nhiên tử phủ cảnh võ giả đối với hắn mà nói không tính là chuyện. Tốt, người chờ đó cho ta. Hạ điền không rõ nội tình, lập tức mừng rỡ như điên, hắn quát to một tiếng liền muốn chuẩn bị đi sắp xếp người. Thái tử hạ vô hối đột nhiên vỗ tử kim đài, quát khẽ nói, hồ nháo, Hạ Điền ngồi xuống. Hạ Điền nhìn thấy Hạ Vô Hối sắc mặt khó coi, rất nhanh tỉnh ngộ lại. Cái này Thiên Tinh Đại Lục võ phong thịnh hành, trên yến hội luận võ ngược lại là chuyện thường xảy ra, cái này truyền đi cũng là ca tụng. Chỉ là, nếu là Hạ Điền thật đi điều một vạn người, không nói có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một vạn 18 tuổi võ giả, coi như tìm được truyền đi cũng là bê bối bị người khiêu chiến không dám ứng chiến ngược lại đi triệu tập một vạn người cái này truyền đến người trong thiên hạ trong tai thần võ quốc vương thất mặt đều muốn vứt sạch thái tử mở miệng ngăn trở hiển nhiên bộ này là không đánh được rất nhiều tiểu thư đôi mắt quang mang tối sầm lại lục công chúa hà phi ngư cũng có chút tẻ nhạt không thú vị nàng đôi mắt đẹp nhất truyền đột nhiên mở miệng nói giang công tử như thế hảo dũng không bằng ở trong đại điện tìm một vị công tử đối chiến một phen cũng tốt để cho chúng ta thưởng thức một chút linh thú sơn đệ nhất thiên tài vô thượng phong thái giang giật trong lòng một mực kìm nén một đám lửa tôi như tuyết sự tình bị thương hắn rất sâu mặc dù nhìn từ bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì nhưng hắn nội tâm kỳ thật đang dỉ máu nguyên bản trong lòng lửa giận áp xuống tới mới vừa rồi bị hạ điền cùng trưởng tôn vô kỵ vẩy một cái hấn lại dâng lên giờ phút này gặp cái này lục công chúa lại chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng càng là trên lửa trong lòng hắn cười lạnh một tiếng nói công chúa điện hạ người muốn làm sao đùa hạ phi ngư cho dù đối với tam vương tử không có hảo cảm gì nhưng trung quy là nàng tam ca giờ phút này giang giật điểm danh hỏi nàng chơi như thế nào nàng tự nhiên muốn giúp hạ điền vãn hồi một điểm mặt mũi nàng đôi mắt đẹp quét qua uyển chuyển cười nói giang công tử chiến lược nghịch thiên khinh thường quần hùng không nếu như để cho vô ngân công tử cùng ngươi chơi đùa các ngươi ai có thể thắng công chúa trùng điệp có thưởng vô ngân tiền vạn quán cùng chiến vô song sầm mặt lại cái này vô ngân công tử họ trường tôn là trường tôn vô kỵ đường ca Năm nay 24 tuổi, thực lực, thần du cảnh nhất trọng, hắc hắc, trường tôn vô kỵ phía sau một vị công tử áo đen vui vẻ đứng dậy, cười nói, phong ngân cẩn tuân công chúa chi mệnh, chỉ là không biết giang công tử có thể có lá gan chơi với ta hai tay yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thấy máu. Có gặp hay không huyết không quan trọng, giang giật liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, công chúa điện hạ, đã muốn nhìn, giang giật tựu bêu xấu. Không quá khen lệ có thể gia tăng một chút, đương nhiên tranh tài điều kiện cũng có thể sửa lại, chỉ cần là bên trong cung điện này người, trưởng tôn ra có thể ra 5 người, một mình ta chống được. Bọn hắn có năng lực đả thương ta, hoặc là giết ta, ta giang giật tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Xoạt, lại là một mảnh xôn xao, giang giật hôm nay quả nhiên điên rồi. Đối chiến một tên thần du nhất trọng không sao, còn muốn khiêu chiến 5 người trưởng tôn ra công tử hôm nay tới rất nhiều, thần du cảnh mặc dù chỉ có trưởng tôn vô ngân một người, nhưng tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả ít nhất có sáu bảy người tốt giang công tử quả nhiên hào dũng hạ phi ngư đôi mắt sáng lên lần này là thật lòng khâm phục giang giật quả nhiên di truyền giang biệt ly bá khí nàng trong mắt đẹp đều là ý cười gật đầu nói ra giang công tử ngươi nếu là có thể thắng ngươi muốn cái gì ban thưởng đều tốt nói bảo vật gì gì đó ta có rất nhiều tử kim ta cũng bó lớn võ kỹ ta vừa mới học được một loại vậy ta nên muốn cái gì đâu giang giật nhẹ giọng thì thào tựa hồ đang tự hỏi một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nóng rực nhìn qua hạ phi ngư nói nếu như ta thắng không bằng công chúa điện hạ theo giúp ta đi tìm long các nói một đêm tâm a à. làm càn thật can đảm man di quả nhiên là man di vô số công tử nổi giận đứng dậy hét lớn hạ phi ngư thân phận gì cùng hắn đi nói một đêm tâm việc này truyền đi danh dự của nàng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau còn thế nào lấy chồng a à, một mực cúi đầu không nói tô như tuyết thân thể mềm mại run lên Sắc mặt biến đến tuyết trắng, nàng nghe được một cỗ nồng đậm ghen tuông. Giang giật xem ra là bị nàng vừa rồi cử động tổn thương thấu tâm, lúc này mới làm ra như thế hoang đường quyết định. Đương nhiên giờ khắc này nội tâm của nàng cũng cảm giác khó hiểu không thoải mái, trong lòng mình dâng lên một cỗ nồng đậm ghen tuông. Tốt, Hạ Phi ngư đâm lao phải theo lao, cắn răng, khẽ kêu, Giang công tử giống như có thể thắng bọn hắn năm người, kia hẳn là thần võ quốc đệ nhất thiên tài, bản công chúa đừng nói cùng ngươi tâm sự coi như gả cho ngươi lại như thế nào. chương 179, không muốn tổn thương hòa khí. Giang giật kỳ thật không trách tô như tuyết, cứ việc nàng hôm nay bị thương hắn rất sâu. Nhưng nàng cũng không có làm gì sai, chẳng lẽ nàng giúp mình có lỗi, chẳng lẽ nàng đánh bạc mệnh cứu mình có lỗi, nàng cũng không có tận lực đến gần hắn. Quan hệ của hai người trở nên như thế kỳ lạ như thế, không phải lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của hắn, có lẽ là lên trời đang chọc gẹo các nàng đi. Giang giật hôm nay bão nổi, như thế cuồng, cũng không phải vì trả thù tô như tuyết, không phải là vì làm cho nàng xem. Hắn chỉ là nội tâm kìm nén hỏa, tăng thêm nhìn thấy trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền càng phát hỏa, Giang Vân Hải đến nay còn sống chết không rõ, thế nhưng là hai vị này công lao. Giống như hai vị không khiêu khích hắn, có lẽ hắn hội nhẫn thoáng cái, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thúc thúc có thể nhìn, thầm thầm không thể nhìn. Hạ phi ngư hồn ào về sau, hắn không còn có bất luận cái gì nhượng bộ, ngược lại tranh phong tương đối, phong mang tất lộ đã muốn đánh, một người cùng năm người đối với hắn không khác biệt, có thể giết nhiều mấy cái trưởng tôn ra người, cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Về phần hắn muốn hạ phi ngư cùng hắn tâm sự một đêm, đây chính là thuần túy xem cái này lục công chúa khó chịu. Nam nhân ở giữa chiến tranh, một nữ nhân châm ngòi thổi gió làm cái gì đương nhiên cũng bởi vì hạ điền cùng hạ vô hối, hắn đối với vương thất người không có nửa điểm hào cảm. Giang giật dễ dàng như thế ứng chiến, để hạ điền cùng trưởng tôn vô kỵ lại là cuồng hỉ, vừa lo lắng một trọi năm, trong đó còn có một người là thần du nhất trọng, giống như giang giật đầu óc không có vấn đề, vậy hắn hoặc là muốn cầu chết, hoặc là liền là có nắm chắc xử lý trường tôn vô ngân. Chỉ là, đã đối mặt, lại không lùi bước đạo lý, thần võ quốc danh môn công tử tiểu thư hôm nay thế nhưng là trình diện hơn phân nửa, trường tôn ra gánh không nổi người này. Trường tôn vô kỵ nhìn lướt qua sau lưng ngồi trường tôn ra công tử, mở miệng nói, nhị ca, phi vũ, long đằng, hổ khiếu, thánh thiên. Đã giang công tử muốn chơi, các người cùng hắn đùa giỡn một chút, buông tay buông chân một trận chiến, đương nhiên nhất định không thể hạ tử thủ. nếu không giang công tử người nhà truy cứu tới các người có thể đảm nhận đợi không tầm thường. a, à, mọi người tại trường tôn vô kỵ trong lời nói nghe được nồng đậm sát ý. hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, để trường tôn vô ngân bọn người buông tay buông chân một trận chiến, cái này ám chỉ mọi người có cơ hội nói giết chết giang giật. ngay trước nhiều người như vậy nói rõ nói là giang giật muốn chiến, hắn còn bàn giao mọi người không phải hạ sát thủ vạn nhất xảy ra sự tình giang biệt ly cũng không tốt truy cứu a à. thái tử hạ vô hối nhướng mày dù sao hôm nay là hắn mở tiệc chiêu đãi mọi người vạn nhất giang giật chết rồi hắn cũng muốn chịu lấy áp lực rất lớn nhưng sự tình đã dạng này nói cái gì cũng vô dụng hắn chỉ có thể trầm giọng hỏi giang công tử người nhất định phải chiến đau thương không có mắt không hối hận ý tứ vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt ha 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 giang giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu khóe miệng đều là vẻ đùa cợt đám này ngụy quân tử người người đều nghĩ hắn chết, ngoài miệng lại đều giả mù sa mưa, làm người ta buồn nôn. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn chăm chú hạ vô hối, mở miệng nói, thái tử điện hạ, người buồn luyện công ở đâu tại cái này đánh sợ người cung điện này sẽ bị phá hủy, còn có. Chúng ta luận võ lúc, tốt nhất đừng có người người xem, nếu không đã ngộ thương ta cũng không chịu trách nhiệm. Trong mắt mọi người lộ ra một vòng thất vọng, như thế đặc sắc chiến đấu lại không thể quan chiến nhưng nếu là giang giật nói lên, ai cũng không thể bác bỏ, thái tử gật đầu nói, buồn luyện công ngay tại bên cạnh, không hối hận tự mình mang các người đi thôi, chư vị vẫn là chạm đến là thôi tốt, đều là ta thần võ quốc thanh niên tuấn ngạn, đả thương ai cũng là quốc chi tổn thất. Hạ vô hối đứng dậy mang theo giang giật trường tôn vô ngân đi ra phía ngoài, mọi người lập tức đi theo, mặc dù không thể đi vào quan chiến, nhưng bên kia đại chiến say xưa, bọn hắn tại cái này ngồi cũng không thú vị, không bằng đi bên ngoài chờ đợi chiến đấu kết cục. Lão đại, người có nắm chắc, Tiền vạn quán cùng chiến vô song đi đến giang giật bên người, tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thấp giọng hỏi thăm, giang giật nhìn thấy phụ cận có người dựng lỗ tai lắng nghe, bật cười lớn nói, nếu như ta chết rồi, nhớ rõ đem ta thi thể mang về linh thú sơn, hàng năm hôm nay cho ta đốt ta tiền giấy. Đại điện bên trong người gần như đi ra ngoài bảy tám phần, tô như tuyết lại ngồi ở phía trên không nhúc nhích, tại giang giật sẽ đi ra đại điện lúc, nàng đột nhiên đứng lên, cấp bách kêu một tiếng, giang giật. Giang giật thân thể cứng đờ, chậm rãi trở lại cùng tô như tuyết bốn mắt nhìn nhau, hắn mím môi một cái miễn cưỡng cười nói, tô đạo sư, ngươi, còn có cái gì chỉ thị sao? Nghe được tô đạo sư ba chữ, tô như tuyết thân thể mềm mại run lên, cắn môi một cái nói ra cẩn thận một chút. Ha ha ha, Giang giật cười một tiếng dài, không nói gì bước nhanh đi ra phía ngoài, lưu cho tô như tuyết một cái thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Giang công tử, trường tôn vô ngân, các người đều nghe, trận chiến này là cùng đài thi đấu mà thôi, tuyệt đối không thể nào náo ra mạng người nếu không phụ hoàng quyền kia thái tử không cách nào bàn giao người tới mở ra buồng luyện công hạ vô hối ra lệnh một tiếng phía trước một cái siêu cấp lớn cung điện từ từ mở ra trường tôn vô ngân bọn người trước tiên đi vào giang giật vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai cùng chiến vô song chiến lâm nhi liếc nhau thản nhiên đi vào buồng luyện công đại môn chậm rãi quan bế lập tức toàn bộ buồng luyện công sáng lên cấm chế mở ra lão đại ngươi nhất định có thể thắng Tiền vạn quán nhìn qua buồng luyện công mím môi một cái thấp giọng nói, chiến vô song cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu nói, không cần một nén hương thời gian, giang giật tuyệt đối sẽ ra, trường tôn vô ngân bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. a, à, tiền vạn quán kinh dị thở nhẹ một tiếng, không hiểu hỏi, vô song đại ca vì sao chắc chắn như thế. Chiến lâm nhi cũng khẩn trương nhìn qua chiến vô song, hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt u u nhìn qua buồng luyện công đại điện, thấp giọng nói, trực giác, chiến thần nhất tộc truyền nhân có trời sinh trực giác nguy hiểm, giống như giang giật trước kia cho ta cảm giác là một đầu dao long, cho ta cảm giác liền là một đầu chân long, vô cùng nguy hiểm. Âm, um, buồn luyện công đại môn trùng điệp quan bế, giang giật đứng tại trước cổng chính vừa mới trượt, trường tôn vô ngân các loại chờ, năm người thì đứng ngạo nghế tại rộng lớn phòng luyện công trong góc, thành hình quạt đem giang giật phơi lại. Ông, um, tại đại môn quan bế trong nháy mắt, trường tôn vô ngân năm người lập tức nguyên lực vần quanh, trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện năm thanh diệt thần nỏ, khóe miệng bên trong đều là tàn cười nhìn qua giang giật các người trưởng tôn ra người đều là một cái nước tiểu tính, có loại bắn A. Giang giật nhàn nhạt đứng tại chỗ, đùa cợt nhìn qua trong tay bọn họ diệt thần nỏ, trên người nguyên lực đều không có vận chuyển, căn bản không sợ năm người diệt thần nỏ. Tiểu giã trùng, nhận lấy cái chết, trường tôn vô ngân hướng còn lại bốn người đánh cái ánh mắt, thân thể hướng giang giật vọt tới. Bọn họ đích xác không dám tùy ý phóng thích diệt thần nỏ, giống như có thể sử dụng bình thường thủ đoạn giết chết giang giật, kia là không còn gì tốt hơn. Giang giật một khi chết rồi, vẫn là bị diệt thần nỏ giết chết, vạn nhất bị người điều tra ra, Giang Biệt Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua, người trong thiên hạ cũng sẽ chê cười trường tôn ra, năm cái đánh một cái, còn cần âm độc như vậy binh khí. Hưu, trường tôn vô ngân một tay ở sau lưng một chảo, một cái màu bạc chiến đao ra khỏi vỏ, hắn thân thể nhảy lên thật cao, tại khoảng cách Giang giật 30 trượng thời điểm, đột nhiên vung xuống, một đạo màu vàng đao khí lập tức gào thét mà ra, bắn thẳng đến Giang giật. Còn lại bốn người không có công kích, nhưng là đều nhanh nhanh du tẩu, trong tay diệt thần nỏ chỉ vào giang giật, quấy nhiễu phán đoán của hắn. Cắt cắt chương 180, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hưu, giang giật tại trường tôn vô ngân vừa mới vọt lên lúc, đã dùng tăng phúc thị lực đánh giá ra hắn muốn công kích quỹ tích, hai chân trầm xuống, thân thể như như đạn pháo hướng bên cạnh tránh đi, thật sớm tránh né trường tôn không giấu vết nguyên lực ngoại phóng. Oanh, đao khí đập chúng đại môn, cấm chế phía trên lập tức sáng lên, toàn bộ phòng luyện công cũng hơi chấn động, cấm chế quang mang lấp lánh, nhìn rất là dọa người. Bạo nguyên trưởng, Giang giật bước chân không có nửa khắc dừng lại, trên chân dùng toàn bộ dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc, tốc độ như gió chỉ điện giật. Phòng luyện công chỉ có lớn như vậy, hắn thoáng cái tiểu tiếp cận bên trái nơi hẻo lánh trưởng tôn gia công tử, trong tay sáng lên hắc sắc quang mang, kia kinh khủng uy áp hù dọa trưởng tôn gia công tử, trong tay diệt thần nỏ kém chút mà ra. Tiểu giã trùng, chết, trưởng tôn gia công tử cắn răng thu hồi diệt thần nỏ, từ bên hông rút ra trường kiếm màu xanh thân thể huyễn hóa ra ba cái tản ảnh trường kiếm kia như cửu thiên trên xuống tia chắc màu xanh nhưng nhưng hướng tiếp cận giang giật đánh xuống sau lưng trường tôn vô ngân bọn hắn đã đuổi tới chỉ cần hắn kéo giang giật một lát giang giật liền có thể nhẹ nhõm bị trường tôn vô ngân chém giết ngu xuẩn giang giật nhếch miệng cười một tiếng hắc lân kiếm đột nhiên biến mất trên tay sáng lên hắc quang cũng biến mất thay vào đó là hai tay xuất hiện hai thanh màu đen diệt thần nỏ hai cái cung tên mà ra trong nháy mắt đem trường tôn ra cái này tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả thân thể bắn ra hai cái huyết động, ngã xuống đất mà chết. Thánh thiên, tam ca, trường tôn vô ngân cùng còn lại ba người lập tức kinh hô lên, mở mắt muốn nứt, bọn hắn bắt đầu không dám động dùng diệt thần nỏ, giang giật cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân vậy mà lạng yên vận dụng, mà lại vừa ra tay liền đem trường tôn thánh thiên xử lý. Bắn chết cái này con hoang, trường tôn vô ngân bạo giống một tiếng, mấy người còn lại lập tức khởi động trong tay diệt thần nỏ, trường tôn vô ngân lần nữa ngoại phóng một đạo đao khí hung hăng hướng giang giật bổ tới hắc hắc diệt thần nỏ ta còn nhiều giang giật trong tay diệt thần nỏ biến mất rất nhanh lại có hai thanh diệt thần nỏ xuất hiện hắn tiện tay bắn ra hai cái cung tên về sau thân thể lăn khỏi chỗ một tay nắm lên trên mặt đất trường tôn thánh thiên thi thể hướng phía trước ném mạnh mà đi suy suy oanh ba cái cung tên xuất vào trường tôn thánh thiên trên thi thể cái kia đạo đao khí theo sát phía sau phóng tới Bổ vào trên thi thể, trong nháy mắt để nó thi thể bạo thành thịt nát. A à, a, à, nhìn thấy đồng tộc của mình huynh đệ thảm hại như vậy, Trường Tôn Vô Ngân mấy người lập tức bạo tẩu, tránh đi giang giật bắn ra cung tên về sau, bốn người điên cuồng hướng hắn đuổi theo. Bởi vì Diệt Thần nhỏ không có thời gian lắp đặt cung tên, mấy người đều rút ra trên người binh khí, cũng không giảng cứu đấu pháp, điên cuồng vây giết mà đi. Tốt, giang giật muốn liền là loại hiệu quả này, mấy người không phát cuồng hắn làm sao đem mấy người toàn bộ chém giết đâu cái này phòng luyện công cấm chế mặc dù mở ra, nhưng cửa chính thế nhưng là có cơ quan, nhẹ nhõm vỗ liền có thể mở ra chạy đi. Chỉ cần bốn người không có cơ hội chạy trốn, như vậy chiến đấu cũng liền kết thúc. Uống, trên đùi hắn hắc sắc nguyên lực lấp lánh, thân thể hướng trên vách tường vào tới, hai chân ở trên vách tường trùng điệp đạp mạnh, thân thể hướng trường tôn vô ngân bọn người nhanh chóng bắn ra mà đi. Chết, trường tôn vô ngân lần này không có ngoại phóng đao khí, cái kia thanh trường đao màu bạc bên trên quang mang lấp lánh, huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh đem giang giật bao phủ đi vào. một bên khác còn lại ba người cũng riêng phần mình phóng thích võ kỹ, theo còn lại ba phương hướng công kích mà tới. gặp lại giang giật u u cười một tiếng, tại hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt trước người hắn đột nhiên liên tục không ngừng toát ra kinh khủng hỏa diễm, kia hỏa diễm vừa xuất hiện liền để toàn bộ phòng luyện công đều nóng rực lên, cấm chế quang mang lấp lánh, khí tức dọa người. a à, mau trốn! trường tôn vô ngân thả ra đao ảnh đầy trời biến mất cả khuôn mặt đều tại địa hỏa chiếu dọi trở nên đỏ tươi như máu trong mắt của hắn bên trong đều là hoảng sợ mặc dù khoảng cách giang giật còn có hai trượng khoảng cách nhưng hắn cảm giác toàn thân mình đều bị thiêu đốt hắn ngửi thấy tử thần khí tức hưu còn lại ba người cũng rất nhanh giật mình tỉnh lại mặc dù cái này hỏa diễm vừa ra để bọn hắn đều cảm giác được không có cách nào hít thở nhưng đều không có chút gì do dự đi theo trường tôn vô ngân hướng phòng luyện công đại môn đoạt mệnh lao nhanh còn có thể trốn, giang giật cười lạnh một tiếng, sớm tại địa hỏa thả ra thời điểm, nguyên lực đã ngưng tụ hoàn tất, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, kia kinh khủng địa hỏa lập tức gào thét mà đi, trong khoảnh khắc đem phía trước vừa mới quay người chạy trốn mấy người quét sạch đi vào, địa hỏa khủng bố đến mức nào, giang giật không biết, bất quá tại hỏa vân sơn núi lửa bên trong, kia thần du cảnh tam trọng hồng lão đều bị địa hỏa đốt thành cặn bã, mấy người kia tự nhiên không đáng kể, a à, ngoại trừ trường tôn vô ngân bên ngoài còn lại ba người liền kêu thảm đều không có phát ra, toàn bộ bị đốt thành một mảnh cho tàn, tự liền mấy người binh khí trong tay đều hóa thành cho tàn, có thể thấy được cái này địa hỏa chi bá đạo. Hưu, Giang giật nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, đem còn sót lại trên không trung địa hỏa thu vào. Sau đó trở lại lần nữa phóng thích địa hỏa, đem trên mặt đất trường tôn thánh thiên tàn thi cũng đốt cháy thành cho bụi về sau, hắn bốn mắt quét qua, xác định không có bất kỳ cái gì vết tích về sau, gõ gõ trên thân áo choàng bên trên đen xám, lạnh nhạt đi về phía cửa chính. Ông, đại môn cơ quan mở ra, phòng luyện công cấm chế giải trừ, đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Giang giật vừa ra khỏi cửa khẩu, lập tức để một đám người sắc mặt dây lát biến, cũng làm cho tiền vạn quán bọn người rất là kinh ngạc. Đại môn quan bế mới mấy chục hơi thở thời gian A liền mở ra, Giang giật còn đi tới chẳng lẽ lại Giang giật đem trường tôn vô ngân bọn người miểu sát. Tại mọi người không có ở bên trong cảm thụ bất luận cái gì người sống khí thức về sau, phòng luyện công bên ngoài lập tức một mảnh bạo động, trưởng tôn vô kỳ cùng bọn hắn gia tộc người càng là sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không có ý tứ, Giang giật đi tới về sau, nhìn qua hạ vô hối, nhẹ nhàng gõ gõ áo bảo, hờ hững nói ra, vừa rồi tình huống rất là nguy cơ, sở dĩ không dừng tay, thoáng cái đem bọn hắn 5 người đều giết, để điện hạ làm khó. Nói xong, Giang giật không để ý sắc mặt âm trầm hạ vô hối trưởng tôn vô kỳ hạ điền bọn người, hướng tiền vạn quán đi đến, nói ra ta mệt mỏi, Muốn trở về nghỉ ngơi, phiền phức Tiền Thiếu an bài một chiếc xe ngựa. "Tốt, Tiền Vạn quán lặng yên giơ ngón tay cái lên, quay đầu cùng Hạ Vô Hối chắp tay nói, thái tử điện hạ, chúng ta cáo lui trước." Chiến vô xong mấy người cũng đi theo cáo lui, yến hội lái đến trình độ này, rất nhiều người cũng mất hào hứng, Vân Phỉ mấy người cũng đi theo cùng thái tử chào từ giã. Giang giật cùng Tiền Vạn quán bọn người đi vài bước về sau, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn Hạ Phi Ngư một chút nhếch miệng cười nói công chúa điện hạ, chẳng lẽ không định thực hiện lời hứa. Hạ Phi Ngư nhìn qua diện mục âm trầm hạ vô hối hạ điền, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Giang công tử về trước đi, bản công chúa trễ chút liền đến. Ha ha ha, Giang giật cười dài quay người hướng ra phía ngoài bước nhanh mà rời đi, để lại một câu nói, chỉ là một câu trò đùa nói xong, công chúa điện hạ không cần coi là thật, Giang mỗ ngoài vòng giáo hóa man di một cái, cũng không dám điếm ô công chúa điện hạ danh dự, cáo từ. Giang giật đã rời đi, nhưng này tiếng cười to vẫn còn vang ở mọi người bên tai, tất cả mọi người cảm giác trên mặt một trận đau rát, nhất là câu kia ngoài vòng giáo hóa man di càng là đem hạ điền mặt đều đánh sưng lên, một cái ngoài vòng giáo hóa man di đều có thể nhẹ nhõm làm chết trong vương thành gia tộc cao cấp công tử, vậy bọn hắn là cái gì? Hừ, hạ điền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, trưởng tôn vô cựu án độc hướng giang giật rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, mang theo trưởng tôn ra công tử rời đi. Thái tử mặt âm trầm rất nhanh khôi phục thông dong, hờ hững vung tay lên nói tất cả giải tán đi. Đám người tản, hắn mới hướng vừa rồi cung điện đi đến, còn không có đi vào tổ tiếp vào hạ nhân hồi báo. Tô Như Tuyết tại mọi người đi luyện công phòng lúc liền rời đi, nói cái gì cũng không nói. Âm, um, thái tử cũng không còn cách nào áp chế nội tâm nổi giận, nắm lên một cái phỉ thúy chén rượu trùng điệp nện xuống, nổi giận quát lạnh, tiện nhân, đừng tưởng rằng tại học viện lúc, người cùng cái kia con hoang không rõ bản điện hạ không biết hừ hừ, giang biệt ly, nếu là ngày sau ngươi này nhi tử còn như thế không hiểu quy củ, còn dám cùng tôi Như Tuyết dây dưa không rõ, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chương 181, Như Tuyết định không phụ quân. Chi chi, Vương Thành một đầu chủ đạo bên trên, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, đã đến cuối thu trầm chậm, chậm gió đêm thổi tới, khiến người ta cảm thấy có chút thanh lãnh. Ngừng, phía trước trong một chiếc xe ngựa đột nhiên truyền ra một thanh âm, xe ngựa ngừng lại, ngồi phía sau chiến vô song nghi ngờ mở ra màn xe rất nhanh bên cạnh cưỡi chiến mã một gã hộ vệ đi tới thấp giọng nói, vô song thiếu ra, giật thiếu muốn uống rượu, nhà ta thiếu tộc trưởng hỏi ngươi có đi hay không. Tốt, chiến vô song nhẹ gật đầu, cùng chiến lâm nhi bàn giao hai câu, thân thể bay vọt mà ra, lên tiền vạn quán xe ngựa. Rất khoái mã xe lần nữa lên đường, bất quá bắt đầu chia đạo dương tiêu, phía sau xe ngựa tiếp tục hướng tiềm long các chạy tới, phía trước đệ nhất xe ngựa thì hướng một bên khác chạy tới. Chiến vô song lên xe ngựa, nhìn thấy giang giật trầm mặc ngồi, bên cạnh tiền vạn quán cũng không nói chuyện, hắn nhìn Giang giật một chút không hề nói gì, trầm mặc ngồi xuống. Sau gần nửa canh giờ, xe ngựa tại một gian xa hoa tử lâu trước dừng lại, Giang giật trước tiên đứng dậy hướng trong tử lâu đi đến. Đêm đã khuya, trong tử lâu người vẫn còn rất nhiều, Giang giật ánh mắt quét qua trực tiếp hướng thang lầu đi đến, lên lầu 2. Lầu 2 người cũng không ít, có một tòa còn ngồi rất nhiều áo bảo hoa lệ công tử tiểu thư, chính uống rượu làm vui. Nhìn thấy kia một tòa khách nhân thỉnh thoảng cười to, những cái kia tiểu thư cũng thỉnh thoảng phát ra khoa trương tiếng cười duyên mị nhãn bay tứ tung giang giật lúc đầu tâm tình tựu không tốt giờ phút này càng kém lạnh giọng nói ra cái này tầng hai ta bao hết chư vị rượu tư ta tới đỡ mời chư vị nhường một chút ừ tầng hai lập tức an tĩnh lại tòa kia công tử ánh mắt quét tới trong con nuôi đều là nổi giận mấy người đập tòa mà lên giận mắng có thể tại cái này vương thành sang quý nhất tử lâu một trong đắc nguyệt lâu uống rượu công tử hiển nhiên không thiếu tiền cũng không phú thì quý giang giật bá đạo như vậy tự nhiên khó chịu cút một đạo quát lạnh âm thanh từ thang lầu hạ truyền đến đem mọi người nhục mà âm thanh cắt ngang tiền vạn quán to mỏng thân thể đi phía trên ánh mắt lạnh lùng quét qua âm trầm nói ra cho thể diện mà không cần a à, vừa mới nhục mà không nghỉ các vị công tử lập tức yên lặng tắt máy nhất là xem đến phần sau theo tới chiến vô song về sau sắc mặt càng khó coi hơn mấy vị kia mắng hung nhất công tử rất nhanh liền cười làm lành tiền ra cùng chiến ra người bọn hắn có thể không thể trêu vào, chớ nói chi là hai nhà thiếu tộc trường. Dài dòng cái gì tất cả giải tán, tiền thưởng của các người coi như ta. Nhìn thấy mấy người lại muốn nói cái gì, tiền vạn quán không nhịn được phất phất tay, quay đầu cùng cùng lên đến trưởng quỹ nói ra, rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta một bàn, phải nhanh. Một đám công tử tiểu thư xám xịt đi, tầng hai tất cả mọi người cũng nhanh chóng tán đi, tiểu nhị đi lên quét sạch một phen, rất nhanh rượu ngon thức ăn ngon liền lên một bàn, Giang giật nắm lên một cái vỏ rượu, ngửa đầu ực một hớp, không nói một lời, tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau nở nụ cười khổ, chỉ có thể buồn bực bồi Giang giật uống rượu. Hai người đều biết Giang giật nội tâm rất khổ, sở dĩ tiền vạn quán tựu ngay cả mình đã sắp xếp người đem tô như tuyết đưa về sự tình đều không nói. Chiến vô song đối với Giang giật cùng tô như tuyết sự tình, hiểu không phải quá rõ ràng, tiền vạn quán rõ ràng nhất, Giang giật cái này mối tình đầu tương đương còn chưa bắt đầu, liền đã thất tình. Nếu như là bình thường người còn dễ nói, Giang giật người này nhất là trọng tình trọng nghĩa, đối chuyện tình cảm thấy rất nặng, hôm nay việc này có thể nghĩ bị thương hắn sâu bao nhiêu. Một vò, hai vò, mười đàn, tiền vạn quán cùng chiến vô song nhìn xem Giang giật không muốn mạng rót rượu có chút cuống lên, muốn an ủi vài câu nhưng phát hiện không biết nên nói thế nào. Tô như tuyết cùng thái tử hôn sự là hai nước quốc chủ quyết định, việc này ai cũng không có cách nào sửa đổi, coi như Giang biệt ly ra mặt đều vô dụng đại hà quốc đi qua lần trước một trận chiến nguyên khí đại thương Tô như tuyết nếu không muốn đại hà quốc bị diệt quốc cũng không dám đơn giản hối hôn nếu không thái tử nổi giận thần võ quốc quốc chủ ra lệnh một tiếng đại quân đoán chừng muốn lần nữa nghiền ép đại hà quốc đây là một cái bế tắc dù ai cũng không cách nào giải khai dùng tiền vạn quán phán đoán Tô như tuyết đối giang giật hiển nhiên cũng là có cảm tình mà lại tình cảm còn rất sâu nếu không thiên quân trong mộ nàng cũng sẽ không liều chết đi theo vào chiến vô song cũng đã nhìn ra Giang giật đoạn thời gian trước mất tích, Tô Như Tuyết gấp đến độ ghê gớm, cách mỗi một ngày lại tìm đến hắn hỏi thăm tình huống. Tô Như Tuyết tối nay lòng tham hung ác, nhưng tiền vạn quán đều chiến vô song đều không thể không thừa nhận, nàng làm như vậy đúng. Đã hai người chú định không có kết quả vậy liền cũng nhanh đao chảm loạn ma, nếu không tiếp tục dây dưa không rõ xuống dưới, đối giang giật tổn thương hội càng lớn, cũng sẽ triệt để chọc giận hạ vô hối, giang giật đem không cách nào tại thần võ quốc đặt chân. ầm um, giang giật rốt cuộc uống say rồi, thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất, hắn chật vật đứng lên, hất ra đi tới dìu hắn tiền vạn quán, quỳ một chân xuống đất nôn ra một trận, thân tử không đoạn rung động, nhưng chính là nhà không ra. Lão đại, người thực sự nếu là khó chịu tự khóc lên đi. Tiền vạn quán nhìn qua giang giật tấm kia xanh xám mặt, mím môi một cái nói, nơi này đều là nhà mình huynh đệ, không có gì tốt mất mặt. Khóc qua sau hảo hảo ngủ một giấc, chuyện gì đều đi qua. Thiên hạ Mỹ nhân còn nhiều, dùng điều kiện của ngươi coi như cưới một vị công chúa đều không phải là việc khó, đại trưởng phu muốn bắt nổi thả xuống được. Đúng rồi, chiến vô song cũng mở miệng, khuyên nhủ, giang giật, đừng để ta xem thường ngươi, nam nhi hẳn là đỉnh thiên lập địa, xong rồi xa trường, đứng ngạo nghễ võ đạo đỉnh phong mới là chúng ta truy cầu. Đại trưởng phu ứng lập tức dương đao, lập bất thế chi công, mà không phải yên lặng tại nhi nữ tình trường bên trong, lập tức sẽ quốc chiến, người muốn đi vào chịu chết sao. Giang giật không nói gì, tựa như không có nghe được lời của hai người, hắn vẫn như cú quỳ một chân xuống đất, khoát tay áo, tốt nửa ngày mới nói ra, các người trở về đi, để cho ta một người hảo hảo yên lặng một chút. Lão đại, tiền vạn quán lần nữa muốn nói gì, Giang giật đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn chầm chầm hai người quát, trở về. Ai, chiến vô song khe khẽ thở dài đứng dậy hướng xuống mặt đi đến, tiền vạn quán nhìn qua Giang giật tấm kia giữ tận mặt, tiểu tức phụ u oán thầm nói, đi thì đi nha, hung cái gì hung. Hai người đi, lưu lại mấy tên thủ hạ giữ vững đầu bậc thang, Giang Biệt Ly thả ra lời nói, quốc chiến trước đó ngược lại là không ai dám hạ độc thủ, hai người cũng không lo lắng Giang giật an toàn. Loảng xoảng Giang giật các loại chờ hai người đi về sau, lại nôn khan thoáng cái, dẫy ruộng muốn đứng lên, nhưng hai chân một lảo đảo, té ngã trên đất. Hắn bò lên mấy lần vẫn không có đứng lên, cuối cùng hắn chỉ có thể dựa vào bên trên góc tường nằm xuống, sắc mặt của hắn bởi vì không thắng tử lực trở nên thanh bạch đan sen, trong ánh mắt của hắn cũng đều là tơ máu, nhưng hắn thần sắc một mảnh yên tĩnh, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giang giật cứ như vậy nằm trên mặt đất, một mực nằm hai canh giờ, mới lung la lung lay đứng lên. Hắn mang theo một cái bình rượu hướng phía dưới đi đến, đẩy ra tiền vạn quán lưu lại hộ vệ, lảo đảo nghiêng ngã đi vào phố lớn, mờ mịt đi ra phía ngoài. Đêm đã khuya, còn rơi ra mưa nhỏ, bốn phía không nhìn thấy nửa cái bóng người. Giang giật mê mang đứng tại phố lớn trung ương, ngửa mặt mặc cho nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, ướt nhẹp xiêm y của hắn. Hắn híp mắt nhìn qua đen nhánh trong bầu trời đêm bay xuống nghiêng phong mưa phùn, lần thứ nhất cảm giác cái này mùa thu đêm mưa đặc biệt lạnh. Ầm, nhìn ra ngoài một hồi, hắn mắt nhắm lại rốt cuộc chịu không được cấp trên tử kinh, thân thể ầm vang ngã xuống, cứ như vậy trên đường nằm ngáy o o. Xa xa xa, xa xa góc đường, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một vị người mặc váy trắng tuyệt mỹ nữ tử chống đỡ một cái dù che mưa đi ra nàng xa xa nhìn qua nằm dưới đất giang giật, mím môi một cái, hai hàng thanh lệ im ắng rơi xuống, thật lâu mới nhẹ giọng thở dài, giang giật, nếu là có kiếp sau, như tuyết định không phụ quân. chương 182, ngưng tố tử phủ, giang giật sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là đệ nhị thiên xế chiều, còn bị người đưa về tiềm long các chiến vô song viện tử. Hắn không nói gì, cái gì đều không có hỏi, ăn một vài thứ, tự ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến trưa, ở buổi tối lúc ăn cơm, Giang giật thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Tiền vạn quán chiến vô song chiến Lâm Nhi cũng sẽ không đần độn cố ý đi nhắc lên, ăn ngon uống ngon về sau, Giang giật đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi, hỏa linh chi, các ngươi biết không? Hỏa linh chi, chiến vô song cùng tiền vạn quán liếc nhau, cái sau giải thích nói, tự nhiên biết rõ, đây là đại lục thập đại linh dược một trong, tu luyện kỳ dược, bên trong ẩn chứa thuần túy nhất năng lượng thiên địa, là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo, như bức như vậy, mặc dù Giang giật theo đại hạ quốc tên kia công tử trong miệng hiểu rõ một chút, nhưng nghe đến tiền vạn quán lời nói vẫn là âm thầm kinh hãi, hắn lập tức hỏi kia hỏa linh chi làm sao luyện hóa, người biết không? Không biết, tiền vạn quán lắc đầu, hồ nghi nhìn chằm chằm Giang giật nói, lão đại ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ngươi có hỏa linh chi? Giang giật không nói chuyện, mà là tâm niệm vừa động, một gốc hỏa hồng sắc ma cô dạng linh dược ra trong tay hắn, lúc này mới nói ra đây là hỏa linh chi a ta tại hỏa vân trong núi núi lửa bên trong đạt được oa kháo tiền vạn quán bị cả kinh thoáng cái nhảy dựng lên chiến vô xong cũng đầy mặt thổn thức cùng hâm mộ chiến lâm nhi cũng không hiểu tò mò nhìn giang giật trong tay có chút hiện ra hồng quang hỏa linh chi lão đại nhanh thu lại linh khí này tiết ra ngoài liền đáng tiếc tiền vạn quán rất nhanh tỉnh ngộ lại hắn con người nhất chuyển tiếc núi nói ra người đây tuyệt đối là hỏa linh chi đáng tiếc đoán chừng chỉ có gần trăm năm phân nếu là đạt tới ngàn năm, hoặc là vạn năm tự lợi hại. Nghe nói vạn năm hỏa linh chi có thể làm cho một cái tử phủ nhất trọng võ giả trực tiếp đột phá đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Mạnh như vậy, Giang giật hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, thúc giục nói, nhanh đi giúp ta điều tra thêm cái này hỏa linh chi phương pháp luyện hóa. Trời sáng liền muốn đi hoàng thành, tối nay ta tự luyện hóa hắn. Tốt, tiền vạn quán nhanh chóng chạy ra ngoài an bài, chỉ là gần nửa canh giờ hắn liền trở lại, không chỉ có mang đến một bản bản chép tay, còn có một bình đan dược. Lão đại, đây là tộc ta bên trong liên quan tới hỏa linh chi luyện hóa bản chép tay, căn cứ tộc lão nói, hỏa linh châu thuộc về trí dương chi vật, sở dĩ cần lấy tuyết âm đan bên trong cùng thoáng cái. Tiền vạn quán dặn dò một tiếng, lập tức lại có chút ngưng trọng nói ra, lão đại, người lập tức muốn ngưng tố tử phủ. Giống như luyện hóa cái này hỏa linh chi, tại ngươi ngưng tố tử phủ lúc khẳng định hội lãng phí rất nhiều năng lượng, dạng này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc a à không bằng chờ người đột phá tử phủ cảnh sau lại luyện hóa ha chiến vô song cũng gật đầu nói ra mặc dù ngưng tố tử phủ chỉ là trong chốc lát nhưng hỏa linh chi năng lượng chế luyện hóa khẳng định hội tản ra một chút hoàn toàn chính xác đáng tiếc giang giật trước kia ở trong học viện nhìn qua ngưng tố tử phủ tư liệu biết rõ ngưng tố tử phủ lúc khẳng định không có thời gian đi quản cái này hỏa linh chi chế luyện hóa nói khẳng định hội tản ra đi rất nhiều năng lượng chỉ là quốc chiến sắp đến giang giật một khi tiến vào quốc chiến về sau khẳng định không có thời gian luyện hóa, nói không chừng cũng sẽ chết tại quốc chiến bên trong, ngược lại tiện nghi địch nhân. Cuối cùng hắn trầm ngâm một chút, cắn răng vào phòng bên trong để chiến vô song hai người giúp hắn hộ pháp, hắn bắt đầu luyện hóa hỏa linh chi. Cẩn thận lật nhìn một lần bản chép tay, Giang giật phát hiện cái này hỏa linh chi luyện hóa ngược lại là đơn giản, bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nguồn không chế luyện hóa tốc độ, một khi luyện hóa quá nhanh, năng lượng quá nhiều gân mạch sẽ chịu không được mà bạo liệt. Chiến vô song cùng tiền vạn quán hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên ngoài lưu lão cùng cơ lão lặng yên ra trong đại sảnh, phòng ngừa bất luận kẻ nào đến quấy giày. Giang giật nhìn thấy mọi người chuẩn bị hoàn tất cũng không nói nhảm, nuốt một viên tuyết âm đan, lấy ra hỏa linh chi dùng nguyên lực vờn quanh bắt đầu luyện hóa. Suy suy, nguyên lực vờn quanh phía dưới, hỏa linh chi rất nhanh hồng quang lóe lên, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, một cỗ năng lượng màu đỏ rực theo giang giật trong lòng bàn tay đi vào trong kinh mạch. Giang giật tâm thần chấn động, lập tức dùng nguyên lực triệu tập kia hỏa hồng sắc năng lượng, chậm rãi lưu chuyển đi đan điền, tại dựa theo bản chép tay bên trên vận hành phương pháp, cây đúc màu đỏ năng lực chuyển hóa thành màu lam nguyên lực. Cái này năng lượng quả nhiên không chịu thua kém, chỉ là ít như vậy một điểm liền để của ta màu lam nguyên lực gia tăng nhiều như vậy. Giang giật âm thầm cảm khái, hắn màu lam nguyên lực đi qua như thế thời gian tu luyện, đã tràn ngập hơn phân nửa đan điền, mà lại nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam nhạt. Chỉ cần lại tăng thêm một chút, chờ nguyên lực tràn ngập toàn bộ đan điền, liền có thể khiến cái này nguyên lực lượng biến đạt tới chất biến, ngưng tố thành tử phủ. Tiếp tục luyện hóa, Giang Giật không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm luyện hóa hỏa linh chi, còn có chút tăng nhanh một tia tốc độ. Theo hỏa linh chi chậm rãi tan rã, tại luyện hóa một phần tư lúc, Giang Giật trong đan điền nguyên lực suốt cục đầy, không ngưng tố tử phủ, nguyên lực nhiều đến căn bản không có cách nào chứa đựng. Bắt đầu ngưng tố tử phủ, Giang Giật không dám chế nãi thời gian, hắn không ngưng tố tử phủ, đan điền tựu không có cách nào gấp rút chứa đựng năng lượng. Kia hỏa linh chi nhất luyện hóa tựu căn bản không thể ngừng, cũng không thể cất giữ trong hỏa linh châu bên trong, nếu không sau một thời gian ngắn bên trong năng lượng đều sẽ tản ra đi. Ngưng tố tử phủ công pháp giang giật đã sớm học xong, lập tức cũng không đi quản hỏa linh chi, khống chế trong đan điền năng lượng chia hai cỗ, dựa theo thái cực hình âm dương ngư bộ dáng bắt đầu xoay tròn. Không đúng, cái này ngay từ đầu chuyển, giang giật đột nhiên thân thể chấn động, phát hiện một vấn đề. Hắn đan điền nguyên lực hoàn toàn chính xác đầy, nhưng hắn quên đi trong đan điền còn có một loại nguyên lực hắc sắc nguyên lực. Cái này hắc sắc nguyên lực bởi vì cùng màu lam nguyên lực cũng không xung đột, còn có thể dung hợp. Sở Dĩ Giang giật một mực cất giữ trong trong đan điền không quan tâm. Vừa rồi bởi vì một lòng nghĩ hỏa linh chi, nghĩ đến ngưng tố tử phủ cũng quên đi. Bắt đầu triệu tập nguyên lực lúc mới phát hiện nguyên lực bên trong còn trộn lẫn lấy mấy trăm tia hắc sắc nguyên lực. Làm sao bây giờ Giang giật rối rắm giống như đem những này hắc sắc nguyên lực triệu tập ra, cất giữ trong trong kinh mạch, rất dễ dàng tại ngưng tố tử phủ lúc bị khiên động, vạn nhất xung kích thoáng cái khẳng định xảy ra vấn đề. Nếu là bài xuất bên ngoài cơ thể, kia dày vò khẳng định phải một đoạn thời gian, hỏa linh chi bên trong năng lượng đoán chừng muốn tiêu tán xong. Quản hắn, giang giật cắn răng một cái, tiếp tục khống chế nguyên lực xoay tròn, hắc sắc nguyên lực đã có thể cùng màu lam nguyên lực dung hợp, còn cảm giác là vạn năng, như vậy dùng hắc sắc nguyên lực thay thế màu lam nguyên lực ngưng tố tử phủ nên vấn đề không lớn a à mà lại cái này hắc sắc nguyên lực mặc dù có mấy trăm tia nhưng tương đối màu lam nguyên lực tới nói vẫn là quá ít quá ít sẽ không có quá lớn ảnh hưởng rất nhanh hai đoàn nguyên lực nhanh chóng tại trong đan điền xoay tròn cảm giác tựa như hai đầu cự long tại lẫn nhau truy cắn đối phương theo giang giật tâm niệm khống chế tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy đan điền biến tử phủ thành ở bên trong nguyên lực tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn cái kia vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn về sau giang giật tại nội tâm trầm hống một tiếng trong chốc lát toàn bộ trong đan điền đều phát sáng lên nguyên lực quang mang lấp lánh tốc độ xoay tròn lần nữa gấp bội cuối cùng chuyện thần kỳ phát sinh trong đan điền nguyên lực vòng xoáy trung tâm bắt đầu nhanh chóng ngưng tố ra một cái màu lam thần phủ kia thần phủ bắt đầu rất nhỏ chỉ có đậu nành lớn như vậy mà tại tử phủ xuất hiện trong nháy mắt trong đan điền nguyên lực bắt đầu nhanh chóng biến mất toàn bộ hướng tử phủ bên trong hội tụ mà đi, tử phủ chậm rãi tăng lớn. Cuối cùng trong đan điền nguyên lực toàn bộ biến mất, kia tử phủ cũng thay đổi thành long nhãn đại, an tĩnh lơ lửng tại đan điền trung ương, tản mát ra nhàn nhạt lam quang, thần thánh mà uy nghiêm, cảm giác tựa như cửu thiên tri thượng tiên phủ. chương 183, hai cái tử phủ, thành công, giang giật đại hỷ, ngừng tố tử phủ hắn cũng liền bước vào võ giả điện đường, cũng không tiếp tục lo lắng nguyên lực không đủ dùng tình huống phát sinh, cũng có cơ hội đặt chân võ đạo đỉnh phong, đứng ngạo nghễ bát phương. Mặc dù Giang giật tổng hợp chiến lược rất, bằng vào địa hỏa có thể đốt diệt thần du tam trọng hồng lão, nhưng đó là mượn nhờ ngoại lực. Đan võ đạo một đường, ngoại lực mặc dù có thể thời gian ngắn để thực lực võ giả đề cao, nhưng tóm lại không phải vương đạo. Mà lại một mực ỉ lại ngoại lực, cũng rất dễ dàng để võ giả đi lên con đường sai trái. Cũng kỳ như Giang Biệt Ly, tại thực lực đạt tới kim cương cảnh về sau, hắn liền rốt cuộc không cần bảo vật, tại Giang Nghịch Lưu 15 tuổi lúc còn đem hắn lợi hại nhất bảo vật, nhân vương ấn đưa cho Giang Nghịch Lưu, liền là không muốn để cho ngoại lực ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Địa hỏa rất khủng bố, nhưng bản thân thực lực theo không kịp, cũng là phung phí của trời. Cũng tỉ như địa hỏa có thể đốt cháy thần du ngũ trọng võ giả, nhưng Giang giật chân chính có thể giết tử thần du lịch ngũ trọng võ giả hắn có thể giết chết hồng lão, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt, hồng lão tại dưới núi lửa căn bản không có địa phương mượn lực, nếu không dùng hồng lão tốc độ có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, tiếp theo chém giết Giang Giật. Giang Giật biết rõ điểm này, sở dĩ tu luyện một mực không có lười biếng, thực lực bản thân mới là vương đạo, đây là một cái tích lũy quá trình, căn bản dung không được nửa điểm đầu cơ trục lợi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước luyện hóa hỏa linh chi đi, nếu không tự lãng phí. Giang Giật thu hồi suy nghĩ, tâm niệm yên lặng tại tử phủ bên trong, chuẩn bị triệu tập màu lam nguyên lực tiếp tục luyện hóa hỏa linh chi cái này trong đan điền nguyên lực ngưng tố thành tử phủ cũng không đại biểu nguyên lực biến mất chỉ là nguyên lực tiến vào tử phủ bên trong hóa thành dịch thái nguyên lực mà thôi muốn triệu tập nguyên lực chỉ cần theo tử phủ bên trong triệu tập dịch thái nguyên lực ra tử phủ sẽ tự động đem dịch thái nguyên lực chuyển hóa thành trạng thái khí nguyên lực đương nhiên hắn cảnh giới tăng lên nguyên lực uy lực cũng sẽ gia tăng a à, tâm hắn niệm trầm xuống tịch tại tử phủ bên trong tâm thần lần nữa chấn động lập tức cả người thân thể đều run lên con ngươi đột nhiên mở ra kinh hô lên, gặp quỷ. Tiền vạn quán cùng chiến vô song một mực tại nhìn chăm chú lên giang giật, cũng biết hắn vừa rồi đã tại ngưng tố tử phủ, giờ phút này nhìn hắn như thế biểu lộ ám đạo không ổn, tiền vạn quán khẩn trương hỏi thăm về đến, làm sao lão đại, người ngưng tố tử phủ thất bại cái này không có đạo lý a? À? Võ giả chỉ cần đạt đến chú đỉnh cảnh đỉnh phong, có chính xác ngưng tố tử phủ công pháp, bình thường tình huống cũng không xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng không bài trừ có quỷ xui xẻo, ngưng tố thất bại trong đan điền nguyên lực đại lượng bị tiêu hao, càng có khổ cực người đan điền trực tiếp bạo liệt. Giang giật ngưng tố tử phủ công pháp là linh thú sơn học viện, đây là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, giang giật ngộ tính rất cao, cũng quả quyết không có khả năng ngưng tố thất bại. Giang giật không có trả lời tiền vạn quán hỏi thăm, mà là nhanh chóng nhắm mắt lại, lần nữa nội thị đan điền tử phủ, lần này nội thị vẫn là để hắn giật này cả mình. Bởi vì tử phủ bên trong vốn nên là có một ít dịch thái màu lam nguyên lực, nhưng giờ phút này tử phủ bên trong không có một giọt dịch thái nguyên lực, ngược lại hắn tử phủ trung ương xuất hiện một cái màu đen tiểu tử phủ. Hắn vậy mà ngưng tố hai cái tử phủ, hoặc là nói hắn bởi vì ngưng tố tử phủ lúc, xen lẫn một tia hắc sắc nguyên lực, hắn tử phủ biến dị, biến thành một lớn một nhỏ hai cái tử phủ. Ta bị cái này hắc sắc nguyên lực hại chết, giang giật tức giận tới mức chửi mẹ, tử phủ là cái gì kia là võ giả căn bản, thứ này dung không được nửa điểm phạm sai lầm, không chỉ có xảy ra vấn đề, còn trực tiếp biến dị thiên tinh đại lục trăm vạn năm lịch sử, nhưng từ không nghe nói ai tử phủ bên trong còn có một cái tiểu tử phủ. Xem trước một chút cái này tiểu tử phủ, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm yên lặng tại tiểu tử phủ bên trong, để hắn có chút giải sầu chính là, tiểu tử phủ bên trong rất bình thường, bên trong có ba giọt màu đen dịch thái nguyên lực. Ra, Giang giật khống chế một giọt dịch thái màu đen dịch thái nguyên lực. Để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh kia dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong sau khi ra ngoài, lập tức chuyển hóa thành màu lam dịch thái nguyên lực, mà lại số lượng theo một giọt biến thành 100 tích, nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam. Màu lam nguyên lực ra, hắn vội vàng khống chế một giọt màu lam dịch thái nguyên lực theo tử phủ bên trong ra, khi thấy màu lam dịch thái nguyên lực chuyển hóa thành màu lam trạng thái khí nguyên lực, mà lại số lượng còn đạt tới một vạn tia về sau, hắn rốt cục thở dài một hơi. Hắn nguyên lực vẫn còn, nguyên lực cũng không có biến mất. Mặc dù tử phủ biến dị, nhưng ít ra khẳng định một điểm thực lực của hắn vẫn còn ở đó chỉ cần có nguyên lực hắn tự vẫn là thực sự tử phủ cảnh nhất trọng võ giả chế chút lại nghiên cứu một chút vẫn là trước luyện hóa hỏa linh chi đi giang giật ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều khống chế nguyên lực đi trong lòng bàn tay lần nữa vần quanh hỏa linh chi đem hỏa linh chi chậm rãi luyện hóa hỏa linh chi lại bắt đầu chậm rãi tan rã năng lượng màu đỏ rực ra giang giật trong kinh mạch hắn khống chế nguyên lực đem những nảy dây năng lượng đến trong đan điền nhưng còn không đợi hắn dùng nguyên lực chuyển hóa những cái kia hỏa hồng sắc năng lượng trực tiếp tiến vào tử phủ bên trong chuyển hóa thành dịch thái màu lam nguyên lực cái này tử phủ còn có năng lực này a à? giang giật cảm khái một tiếng hết sức chuyên chú luyện hóa hỏa linh chi còn tăng nhanh tốc độ tại thời gian một nén nhang về sau hỏa linh chi rốt cuộc luyện hóa hoàn tất giang giật tử phủ bên trong cũng nhiều mấy chục tích màu lam dịch thái nguyên lực hô hắn mở to mắt vận chuyển nguyên lực đến trong lòng bàn tay dùng bão nguyên trưởng áp xúc thoáng cái xác thực định nguyên lực vẫn là có lực công kích về sau thở ra một hơi thật dài. lão đại tình huống như thế nào? tiền vạn quán vừa khẩn trương hỏi thăm về đến. giang giật trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ngưng tố tử phủ thời điểm xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. trước mắt ta còn không có thăm dò rõ ràng, trở về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. đương nhiên, tử phủ đã ngưng tố thành công, các ngươi không cần lo lắng. nha, kia lão đại ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, sớm nghỉ ngơi một chút, trời sáng sáng sớm liền đi thiên tinh thành. Giang giật không nói hai người cũng không tốt hỏi thăm, trên người hắn cũng một mực có rất nhiều bí mật, đã ngưng tố thành công, vậy liền không có vấn đề lớn. Hai người đi ra, Giang giật lúc này mới bắt đầu tinh tế nghiên cứu, chỉ là hắn dòng dã nghiên cứu đến nửa đêm, cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Hắn chỉ là đã chứng minh mấy giờ, hắn tử phủ hẳn không có vấn đề, đan điền cũng không có vấn đề, đồng dạng có thể tu luyện có thể tinh luyện màu lam nguyên lực, nguyên lực cũng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì luyện hóa hỏa linh chi để hắn cảnh giới đạt đến tử phủ nhị trọng. Hết thảy đều rất bình thường, không bình thường liền là tử phủ bên trong xuất hiện một cái tiểu tử phủ, một cái thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì tiểu tử phủ. Không đúng, của ta hắc sắc nguyên lực đâu, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn hắc sắc nguyên lực đi đâu rồi ngưng tố tử phủ sao giống như hắc sắc nguyên lực tự biến mất chẳng lẽ lại cái kia màu đen tiểu tử phủ liền là hắc sắc nguyên lực ngưng tố mà thành. Cái này hắc sắc nguyên lực thế nhưng là rất thần kỳ, hắn vội vàng vận chuyển vô danh khẩu quyết, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Kết quả tà môn sự tình lần nữa phát sinh, lúc đầu vận chuyển vô danh khẩu quyết trong đan điền sẽ tự động tuôn ra hắc sắc nguyên lực, nhưng lần này trong đan điền chưa từng xuất hiện, ngược lại tiểu tử phủ bên trong xuất hiện một tia, vẫn là dịch thái. Mặc dù chỉ là một tia, là một giọt dịch thái nguyên lực một phần mười, nhưng cũng đem giang giật hù dọa. Giống như hắn nhớ không lầm, cái này tiểu tử phủ bên trong một giọt màu đen dịch thái nguyên lực, là có thể chuyển hóa thành 100 tích màu lam dịch thái nguyên lực, mà một giọt màu lam dịch thái nguyên lực lại có thể chuyển hóa thành 100 tia trạng thái khí nguyên lực. Nói một cách khác, hắn tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực, có thể chuyển hóa thành 1000 tia màu lam nguyên lực. Lão Thiên, đạt được số liệu này về sau, giang giật cả người đều run rẩy lên. Hắn trước kia mỗi lần tu luyện giang thủy quyết, đều chỉ có thể tinh luyện gần trăm tia. Mà xuất hiện một cái tiểu tử phủ về sau, tốc độ tu luyện thoáng cái tăng lên gấp 10 chương 184, phúc hề họa này, võ giả tu luyện là hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, thông qua thần kỳ tu luyện công pháp, đem linh khí tại trong đan điền chuyển hóa làm nguyên lực. Đan điền tựa như một cái đỉnh, đem nguyên liệu nấu ăn ném vào, sau đó liền có thể nấu ra một trận mỹ vị thức ăn. Nguyên lực chứa đựng tại đan điền, tại chứa đựng đủ nhiều thời điểm, lượng biến đạt tới chất biến, trạng thái khí nguyên lực chuyển hóa làm dịch thái nguyên lực, ngưng tố ra tử phủ. Dạng này mới có thể tồn càng nhiều nguyên lực, có được càng cường đại thủ đoạn công kích, tử phủ có thể nói là một cái cao cấp đan điền. Nhưng là, coi như ngưng kết ra tử phủ, võ giả tu luyện đồng dạng còn muốn ỉ lại đan điền, đồng dạng hấp thu thiên địa linh khí, để luyện ra trạng thái khí nguyên lực, bất quá cái này nguyên lực tu luyện được sau đều sẽ chuyển hóa thành dịch thái nguyên lực, tồn trữ tại tử phủ bên trong. Đây là bất kỳ một cái nào tử phủ cảnh giới võ giả đều rõ ràng thường thức. Giang giật đối với điểm ấy cũng phi thường tin tưởng, hắn vừa rồi tu luyện Giang thủy quyết Đan điền cũng đã tuôn ra màu lam nguyên lực, cuối cùng những này màu lam nguyên lực bị tử phủ hấp thu, cái này rất bình thường. Không bình thường là vô danh công pháp, trước kia vô danh công pháp để luyện ra hắc sắc nguyên lực, đồng dạng là tại trong đan điền sinh ra, tốc độ tu luyện tương đối Giang Thủy quyết tới nói, chậm rất nhiều. Nhưng vô danh công pháp tu luyện sinh ra hắc sắc nguyên lực, không tại trong đan điền xuất hiện, ngược lại tại tử phủ bên trong tiểu tử phủ bên trong xuất hiện, cái này rất đáng sợ. Cái này tiểu tử phủ Giang giật còn không phải rất hiểu nhưng có thể chứng minh một điểm, tiểu tử phủ bên trong màu đen dịch thái nguyên lực, có thể chuyển hóa thành 100 tích màu lam dịch thái nguyên lực, chuyển hóa thành một vạn tia màu lam trạng thái khí nguyên lực. Nói cách khác, nếu như hắn về sau tu luyện vô danh công pháp, tốc độ tu luyện của hắn sẽ so tăng tốc gấp 10. Gấp 10, đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng, tốc độ tu luyện của hắn cùng thần võ quốc thanh vân bảng bên trên thiên tài đã ngang hàng, giống như điểm này xác định lời nói, hắn đem không thể tranh cãi trở thành đại lục tốc độ tu luyện đệ nhất thiên tài. Thử một chút, Giang giật hít một hơi thật sâu, suy đoán lại nhiều điều vô dụng, trực tiếp thí nghiệm thoáng cái liền có thể đơn giản đạt được kết quả. Hắn khu trừ tạp niệm, hết sức chuyên chú bắt đầu tu luyện, lần này hắn dòng dã tu luyện nửa canh giờ. Tiểu tử phủ bên trong cũng xuất hiện 10 tia hắc sắc nguyên lực, cái này 10 tia hắc sắc nguyên lực tương hỗ ngưng tụ, hội tụ thành một giọt dịch thái hắc sắc nguyên lực. Ra, hắn khống chế giọt kia mới xây luyện được dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong ra, tại ra lớn tử phủ bên trong lúc, phát sắc nguyên lực quả nhiên chuyển hóa thành 10 giọt dịch thái màu lam nguyên lực, trở lại chuyển hóa một lần, lại biến thành một vạn tia màu lam nguyên lực. Nửa canh giờ, một vạn tia, Giang giật đôi mắt thoáng cái mở ra, bày ra đến dọa người, hắn trước kia nửa canh giờ, nhiều nhất tinh luyện một ngàn tia màu lam nguyên lực, cái này tốc độ tu luyện quả nhiên tăng lên gấp 10. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười dài, còn tốt hắn sớm tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng lại. Khuya khoát, hắn dạng này cười to sẽ cho người coi là tinh thần thất thường. Cái này hắc sắc nguyên lực rốt cuộc là thứ gì lại so phổ thông nguyên lực cường đại gấp 10. Giang giật âm thầm cảm khái, một giọt màu đen dịch thái nguyên lực có thể chuyển hóa thành 10 giọt màu lam dịch thái nguyên lực, cái này chẳng phải chứng minh hắc sắc nguyên lực so màu lam nguyên lực cường đại gấp 10 sao cũng chính bởi vì hắc sắc nguyên lực quá, tốc độ tu luyện của hắn tại xuất hiện một cái tiểu tử phủ sau mới có thể tăng tốc gấp 10. Cái này vô danh công pháp, thật chẳng lẽ chính là mẫu thân lưu lại ra các thanh vân thực lực như thế đều nói nàng rất cường đại, như vậy nàng thực lực hẳn là rất a à thần du đỉnh phong kim cương cảnh hay là thiên quân. Giang giật cảm giác trên người có quá nhiều nỗi băn khoăn không có cách nào giải khai, Giang Vân Hải giờ phút này sống chết không rõ, nếu không dùng thực lực của hắn, Giang Vân Hải hẳn là sẽ không đang giấu giếm mẫu thân nàng sự tình. Tử phủ bên trong xuất hiện một cái tiểu tử phủ, kia hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất là một ngàn tia đây không có trói buộc đi dù sao ta tu luyện ra hắc sắc nguyên lực về sau, có thể lại chuyển hóa thành màu lam nguyên lực, cất giữ trong tử phủ bên trong A. Giang giật nghĩ đến một vấn đề, nội tâm càng thêm kích động. Cái này tử phủ nhìn không lớn, chỉ có long nhãn đại, nhưng bên trong xác thực có động thiên khác, tâm thần yên lặng đi vào, có thể nhìn thấy bên trong rộng lớn vô cùng, cất giữ mấy trăm vạn tích màu lam nguyên lực đều nhẹ nhõm. Hắn tại tử phủ bên trong tinh luyện hắc sắc nguyên lực, lại chuyển hóa thành màu lam nguyên lực, tồn tại tại tử phủ bên trong, hắc sắc nguyên lực sẽ vĩnh viễn sẽ không đạt tới hạn mức cao nhất. Không đúng, nghĩ đến cái này hạn mức cao nhất, Giang giật tâm thần đột nhiên chấn động, hắn quên đi một vấn đề. Hắc sắc nguyên lực tại tiểu tử phủ bên trong tuôn ra, mà hắc sắc nguyên lực ra tiểu tử phủ liền sẽ chuyển hóa thành màu lam dịch thái nguyên lực, tiếp theo chuyển hóa màu lam trạng thái khí nguyên lực. Nói một cách khác, hắn mặc dù giống nhau có thể tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, nhưng lại không thể sử dụng. Bởi vì hắc sắc nguyên lực vừa ra tiểu tử phủ về sau, lập tức hội chuyển hóa thành màu lam nguyên lực. Mà một khi không thể sử dụng hắc sắc nguyên lực, như vậy hắn bạo nguyên trưởng uy lực hội thẳng hàng, hắn cũng đem cũng đã không thể luyện đan, không thể tăng phúc thị lực, thính lực, khứu giác. xuất hiện một cái tiểu tử phủ mang đến cho hắn kinh khủng tốc độ tu luyện, nhưng lại để hắn thì ra là rất nhiều thần kỳ công năng cũng không còn cách nào sử dụng. giang giật thí nghiệm thật lâu, xác định hắc sắc nguyên lực cũng đã không thể triệu tập ra, mà dùng màu lam nguyên lực triệu tập đi lỗ tai, cái mũi, con mắt cũng không có lấy trước kia loại tăng phúc hiệu quả. giang giật tâm tình kích động thoáng cái trầm xuống. trong phúc có họa đúng là trong họa có phúc a. Mấy năm này, hắn đã thành thói quen hắc sắc nguyên lực, bởi vì hắc sắc nguyên lực, hắn có được vượt cấp giết người tiền vốn, cũng nhiều lần dựa hắc sắc nguyên lực thời khắc mấu chốt phản sát, còn sống sót. Tại Thiên Quân Mộ, không phải hắc sắc nguyên lực, hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết, thoáng cái đã mất đi một cái cường đại thủ đoạn công kích, mấy loại đặc thù thần thông, để hắn rất là tiếc nuối cùng uể oải. Đương nhiên, giống như muốn hắn chọn môn học luyện tốc độ tăng lên gấp 10, cùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc năng lực. Hắn khẳng định sẽ chọn cái trước, dù sao thực lực bản thân mới là vương đạo, quá nhiều dựa vào hắc sắc nguyên lực, sẽ để cho hắn đi vào lạc lối. Vấn đề là, lập tức sẽ trời đã sáng, quốc chiến sẽ mở ra, hắn đối mặt nhiều như vậy cường địch, đột nhiên đã mất đi nhiều như vậy kỳ dị năng lực, chiến lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, chết ở bên trong tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Xa xa xa, tại hắn suy nghĩ lung tung sau một lúc, thiên đã trải qua rồi tảng sáng, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, hiển nhiên chiến vô song cùng chiến lâm nhi đã rời giường hắn thu hồi suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rửa mặt một phen, đi theo học viện đại bộ đội đi tìm long các bên ngoài tập hợp. Tiền vạn quán, người theo tới làm gì ngươi lại không tham gia quốc chiến. Nhìn thấy tiền vạn quán sen lẫn trong trong đội ngũ, Giang giật hiếu kỳ hỏi thăm về đến, tiền vạn quán cười hắc hắc nói, chiến lâm nhi đồng giảng không tham chiến, học viện đạo sư đều không tham chiến, chúng ta đây là đi miễn phí đi hoàng thành du ngoạn đâu. Bình thường cũng không có cơ hội cưới truyền tống trận, muốn đi Hoàng Thành phải đi rất xa một đoạn đường, đương nhiên. Ta cũng đi Hoàng Thành chờ đợi các người khải hoàn mà về. Nha, Giang giật trầm mặc đứng thẳng không còn nhìn nhiều, chờ học viện phó viện trưởng đạo sư sau khi ra ngoài, hắn còn thóng xuống ánh mắt, không dám ngẩng đầu. Hắn sợ nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc thân ảnh xinh đẹp, hắn tâm hội đau nhức. Vượt quá Giang giật ngoài ý liệu, thẳng đến tất cả mọi người đến đủ sau chuẩn bị xuất phát lúc, tô như tuyết vẫn là không có lộ diện. Tại tề viện trưởng vung tay lên, Tất cả mọi người lên xe ngựa, hướng thành Bắc Hoàng cung đi đến về sau, một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh mới chậm rãi đi ra Tiềm Long Các, phía sau nàng đi theo hai vị lão giả, cũng đều là thần du cường giả, chờ học viện xe ngựa biến mất cuối ngã tư đường về sau, một vị thần du cường giả lúc này mới chắp tay nói, công chúa, đi thôi. Hôn Kỳ ngay tại sau ba tháng, bệ hạ hạ lệnh ngươi nhất định phải trở về nước. Đi thôi, Tô Như tuyết mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lên một cỗ xa hoa xe ngựa, hướng phía nam chạy mà đi. Tô như tuyết một người ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhạt cười, nhưng làm sao cười đều cho người ta cảm giác lạnh, nàng vén lên cửa sổ xe ánh mắt nhìn qua phương Bắc, nhẹ giọng thì thào, giang giật, nếu là ngươi tại quốc chiến chết rồi, như tuyết một năm sau, tất đi theo ngươi mà đến. chương 185, sát ý, hoàng cung rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu giang giật không biết, bất quá hoàng cung trước mặt quảng trường chỉ ít có thiên võ thành giang ra đại viện lớn như vậy. Giờ phút này trên quảng trường đứng đầy người, khoảng chừng hơn 10 vạn. Đương nhiên tham chiến người chỉ có hơn một vạn điểm, còn lại đều là vương thành ngự lâm quân cùng người xem dân chúng. Cái này quốc chiến rõ ràng là chịu chết, vì sao còn có nhiều người như vậy tham chiến hơn nữa còn đều hưng phấn như vậy giang giật đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem người đông nghìn nghịt bóng người cùng bên cạnh chiến vô song cảm khái. Chiến vô song cười nhạt một tiếng, giải thích nói, hàn môn võ giả, muốn trở nên nổi bật, ngoại trừ tiến vào quân đội chỉ có gia nhập đại gia tộc, gần nhất những năm này, lục quốc đều rất khắc chế không có đại chiến bộc phát. Sở dĩ trong quân đội cơ hội vươn lên biến thiếu, kia chỉ có gia nhập đại gia tộc. Muốn được mọi người tộc coi trọng, quốc chiến liền là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể tại quốc chiến bên trong có thể còn sống sót, có thể có chỗ biểu hiện, coi như vương quốc không ban cho cho quan tước, các đại gia tộc đều sẽ giành trước lôi kéo, vì vinh hoa phú quý, những người này chỉ có lấy mạng đi chiến đấu. A, à, Giang giật khe khẽ thở dài, lần nữa cảm thụ thế giới này tàn khốc. Tiểu quốc chiến thế nhưng là cá nhân chiến. Nói một cách khác sau khi đi vào, mặc kệ bất kỳ quốc gia nào võ giả, chỉ cần chém giết đối phương, cầm tới đối phương huy chương, vậy thì có chiến công, tự có điểm tích lũy. Cũng chính vì vậy, kẻ này giết khẳng định càng thêm thảm liệt, cái này hơn một vạn người đi vào, sợ là cuối cùng có thể còn sống đi ra khẳng định không đến một phần người. Giang giật nhớ tới một vấn đề, thấp giọng hỏi, quốc chiến bên trong, bảy đại siêu cấp thế gia cũng sẽ chém giết lẫn nhau sao? Hắc hắc, tiền vạn quán trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hạ giọng nói cái này xem tình huống giống như có cơ hội trăm phần trăm có thể chém giết khẳng định cũng sẽ không nương tay đương nhiên chiến gia cùng tiền gia người lần này sẽ không động thủ ta cùng vô song đại ca đã sớm bản giao xế chiều bất quá lão đại người tiến vào ngoại trừ vô song đại ca bên ngoài bất kỳ người nào ngươi cũng không thể tin tưởng cho dù là ta gia tộc người ngươi cũng không cần tin tưởng gặp được bọn hắn lập tức tránh đi ta không ở bên trong ta sợ bọn hắn bị người thu mua ừm Giang giật nhẹ gật đầu, còn người nhất chuyển, rất kiên định cùng chiến vô song nói ra, vô song, người cùng các người tộc nhân cùng đi, chính ta đi. Đối người như vậy ta đều an toàn ta, chiến vô song nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết giang giật sẽ không cùng bọn hắn cùng đi, giang giật có ngân nguyệt yêu lang, bọn hắn cũng theo không kịp, cùng giang giật cùng đi ngược lại liên lụy hắn. Xa xa xa, hoàng cung phương hướng chuyển đến một trận tiếng bước chân, rộng lớn uy nghiêm tuyên vũ môn mở ra, hai đội ngự lâm quân nhanh chóng đi ra, thành hình qua tản ra, bốn phía ngự lâm quân cũng toàn bộ nguyên lực vận chuyển, diệt thần nỏ nơi tay, mắt hổ bốn phía liếc nhìn, một khi có bất kỳ người làm loạn, sợ là sẽ phải trực tiếp bắn thành tổ ong vò vẽ. Giang giật ánh mắt quét qua đầu lập tức rủ xuống, sắc mặt rất là âm trầm. Hắn biết rõ thần võ quốc đại nhân vật lập tức sẽ ra, thần võ quốc quốc chủ hẳn là cũng hội giá lâm, trọng yếu nhất chính là Giang Biệt Ly rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Rất nhanh hai bầy nhân ngư sâu mà ra, bên trái toàn bộ là võ tướng, người mặc tướng quân chiến giáp. Bên phải thì là quan văn, người mặc màu đen quan phục, uy phong lẫm liệt, cái này hai bầy người phân biệt hướng hai bên trái phải đi đến, phân biệt rõ ràng. Hai bầy người dùng bên trái một vị vóc dáng nho nhỏ tướng quân, cùng bên phải một vị tóc muối tiêu trung niên nhân cầm đầu, tiền vạn quán cũng nhỏ giọng cho Giang giật giải thích, cái kia tiểu tử tướng quân liền là Long Khiếu Thiên cùng Long Tượng lão cha, quân bộ đệ nhất nhân, Long Khải Nam. Người chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, hắn nhưng là thực sự kim cương cảnh cường giả thần võ quốc một phần ba đại quân nắm giữ trong tay hắn, toàn bộ thần võ quốc binh mã đều muốn nghe hắn điều động. Cái kia chưa già đã yếu chim sáo đá thì là trưởng tôn vô kỵ lão cha, thái sư trường tôn nham, quốc chủ phía dưới đệ nhất nhân, long khải năm bên cạnh cái kia là thái sử cho, thái sử gia đương đại gia chủ. Giang giật xem xét vài lần, ngược lại là không có quá nhiều để ý, nội tâm của hắn có chút thở dài một hơi, trưởng tôn gia tộc trưởng đều đi ra, giang biệt ly không có xuất hiện, hiển nhiên là không có ở vương thành, hắn rất nhanh vừa nghi nghi ngờ, quốc chiến đại sự như thế, vương quốc gần như tất cả đại nhân vật đều tới, phía tây lại không chiến sự, giang biệt ly vì sao không có xuất hiện. Thái tử điện hạ giá lâm, thay mặt quốc chủ tuyên chỉ. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, người mặc áo mãng bào, đầu đội tử kim vương miện hạ vô hối tại một đám thái giám ngự lâm quân ủng hộ hạ hổ bộ long hành đi ra. Ba bá, bá bá, vô số người lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất hét lớn, tham kiến thái tử điện hạ. Giang giật mấy người cũng đều không người hành lễ, bọn hắn mặc dù là linh thú sơn học viện học viên, nhưng bản thân vẫn là thần võ quốc con dân, nếu là trong âm thầm ngược lại cũng thôi, như thế trường hợp không hành lễ cái kia chính là đối vương thất khiêu khích. Quốc chủ cũng không có xuất hiện, Giang giật cùng chiến vô song tiền vạn quán liếc nhau đều rất là nổi lên nghi ngờ, theo lý tới nói như thế trường hợp lịch đại quốc chủ đều sẽ có mặt, khích lệ quân sĩ, thu nạp thoáng cái lòng người. Lần này thần võ quốc xuất ra như thế phần thưởng phong phú, Thời khắc mấu chốt quốc chủ vậy mà không có xuất hiện. Quốc chủ cùng Giang Biệt Ly đang làm gì? Không chỉ có là giang giật mấy người, toàn trường rất nhiều người đều rất là nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi nửa câu. Hạ Vô Hối thay thế quốc chủ tuyên đọc thánh chỉ, thánh chỉ rất dài đều là một chút tiếng phổ thông, đơn giản liền là để tham chiến võ giả ra sức giết địch, vì nước làm vẻ vang, muốn đoàn kết hỗ trợ, không phải nội chiến loại hình nói nhảm. Giang giật nghe một hồi cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị, khóe miệng cũng đều là đùa cợt không nói cái gì giống như vương thất có người tham chiến, sợ là ở bên trong tao ngộ thần võ quốc con dân cũng sẽ vụng trộm hạ độc thủ A. À. Nói cái gì đến cái gì, thái tử đọc thánh chỉ lúc, trong vương cung đi ra một đám người, dẫn đầu rõ ràng là hạ điền. Mà lại mang theo thần du võ giả ít nhất có 30 người, những người này tiền vạn quán cùng chiến vô song đều rất lạ lắm, hiển nhiên là vương thất âm thầm mời chào bồi dưỡng cường giả. Hạ Điền mang theo đám người này lặng yên tiến vào tham chiến trong đại quân, rõ ràng cũng là đi tham gia quốc chiến. Hạ Điền cái gì nước tiểu tính một cái hoàn khố vương tử cũng đi tham gia quốc chiến hắn đây là nghĩ thật là thần võ quốc làm vẻ vang đâu vẫn là tại vương thành lại quá khó chịu, muốn đi quốc chiến bên trong tìm kiếm điểm kích thích. Hiển nhiên đều không phải là Giang giật lông mày hơi nhíu, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, Hạ Điền đây là rõ ràng hướng hắn đi mà lại Giang giật tại một bên khác cũng nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ. Bên cạnh hắn cũng đi theo ít nhất có gần trăm người, thần du cường giả nhiều đến 30-40 người. Lần này quốc chiến... Trưởng Tôn ra đoán chừng đem bọn hắn gia tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều điều xong a, à gia tộc bọn họ vì cho thần võ quốc làm vẻ vang có thể nói tận tâm tận lực a, à, còn lại gia tộc làm sao không thấy bán như vậy mệnh a. À. Tham chiến thành viên, toàn thể xuất phát, Ngự Lâm quân mở ra truyền tống trận, hộ tống chúng ta dũng sĩ đi hoàng thành. Cầu chúc các vị thắng ngay từ trận đầu, bản thái tử tại trong vương thành chờ các người khải hoàn mà về. Theo hạ vô hối ra lệnh một tiếng, vương thành trong quảng trường rất ít mở ra ba cái đại truyền tống trận phát sáng lên. Từng bầy người không ngừng bị truyền tống đi hoàng thành thiên tinh thành, giang giật tại thời khắc này cũng ngẩng đầu lên, cùng quảng trường một bên khác hạ điền trưởng tôn vô kỵ hai người xa xa đối mặt. Ba người rõ ràng từ đối phương trong mắt, đều thấy được trần trụi sát ý. chương 186, quần anh hội tụ, hoàng thành thiên tinh thành cũng không tại đại lục trung ương, mà là tại phương Bắc, vẫn là tại Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc chỗ giao giới. Thiên tinh thành bình thường không mở ra cho người ngoài, bình thường bình dân căn bản không thể tiến vào, chỉ có tại quốc chiến lúc mới có thể mở ra. Hôm nay thiên tinh thành cũng vô cùng náo nhiệt, lục quốc tham chiến võ giả đều tại thiên tinh thành trung ương trong quảng trường tụ tập. Giang giật bọn người bị truyền tống mà đến về sau, cũng không có đi dạo xung quanh, càng sẽ không tìm kiếm lữ quán từ lâu ở lại, bởi vì tại quốc chiến lập tức liền muốn mở ra. Các quốc gia tham chiến thành viên hầu như đều tới đông đủ, Giang giật đại khái đoán chừng một chút, lục quốc tham chiến thành viên gần như đều không khác mấy. Bắc lương quốc người tương đối nhiều một ít, đạt tới hai vạn người, ít nhất là đại hạ quốc võ giả, không đến vạn người, hiển nhiên hơn 10 năm trước trấn Tây Vương trận kia đổ sát, đến thời khắc này còn không có để đại hạ quốc khôi phục nguyên khí. Lục quốc võ giả riêng phần mình đứng tại một cái trong phương trận, không tham chiến người tự động đi tới một bên người xem, tiền vạn quán cùng chiến lâm nhi còn có những đạo sư kia tề viện trưởng bọn họ, thật sớm tách ra, đứng ở một bên chờ đợi hoàng thành người xuất hiện, mở ra quốc chiến. Giang giật âm thầm quan sát các quốc gia võ giả, phát hiện đại hạ quốc cùng thần võ quốc thánh linh quốc trang phục bên trên kém không nhiều. Thiên huyền quốc người phục sức hơi đặc biệt, có mặc nhan sắc tiên diễm phía trên có kỳ quái phù văn trường bào rất phu cũng có nghiêu cao mã đại mặc gia thú chiến giáp, cùng a ni đồng dạng man tộc. Bắc lương quốc cùng bắc mãng quốc võ giả tương đối còn lại vài quốc gia người mà nói, dáng người phổ biến đều cao lớn một chút, cũng đều thích mặc chiến khải, nhìn một cái tựa như mấy vạn đại quân, trên thân đều là lạnh thấu xương sát khí. Bắc lương quốc, Bắc Mãng quốc chỗ vùng đất nghèo nàn, bên kia võ giả từ nhỏ thích vào Quảng Hàn băng nguyên bên trong huyết luyện, sở dĩ chiến lược cơ bản đều rất cường đại, người gặp được hai nước võ giả lúc nhất định muốn cẩn thận. Còn có, Thanh Long học viện người tham chiến ngay tại Bắc Mãng quốc trong quân đoàn, mà Bách Hoa học viện học viên thì tại Thánh Linh quốc quân đoàn bên trong. Chiến vô song nhẹ giọng bàn giao, quét qua bên trái Thiên Huyền quốc quân đoàn, lại ngưng âm thanh nói ra, Thiên Huyền quốc vân phỉ công chúa vô thuật ngươi cũng kiến thức qua, Gặp được các nàng quốc gia số lớn rất vu nhất định muốn tránh đi, nếu không người hội chết như thế nào cũng không biết. Lần trước tiểu quốc chiến hạng nhất liền là thiên huyền quốc một tên rất vu, nghe nói thủ hạ chém giết ít nhất có vạn người. Giang giật nhẹ gật đầu, cũng ngừng trọng nói ra, vô song, người cũng muốn cẩn thận, mặc dù ngươi mang theo mấy chục người, nhưng như người loại này siêu cấp thế gia công tử, khẳng định tại nước khác chém giết trên danh sách. Ha ha, chiến vô song ngạo nghế cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, người yên tâm đi cầm đệ nhất ta không có nắm chắc, nhưng có tuyệt đối nắm chắc tự vệ, chiến thần nhất tộc truyền nhân cũng không phải người người đều có thể giết. Ông, đúng lúc này, trên quảng trường một cái truyền tống trận phát sáng lên, giang giật cùng chiến vô song nhìn lướt qua, hai người con ngươi đều lạnh xuống. Người tới là đồng phục nữ tử, thống nhất mặc đồng phục lục sắc chiến giáp, cầm trong tay lục sắc trường kiếm, khoảng chừng 50 người nhiều, mà lại ngoại trừ một người bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thần du cảnh, nhất cường đại đạt tới thần du tứ trọng. Xoạt, đám nữ tử này xuất hiện, cũng gây nên toàn bộ thiên tinh thành trên quảng trường một mảnh ồn ào. Đám người này rất nhiều người đều biết rõ lai lịch của các nàng, cũng đều phỏng đoán đến các nàng hội tham chiến, lại không nghĩ rằng lần này vậy mà tới nhiều người như vậy, thực lực cũng đều mạnh mẽ như vậy. Thủy Nguyệt quan Mỹ nữ quân đoàn, Thủy Nguyệt quan xưa nay không thu nam đệ tử, lịch đại quán chủ cũng đều là nữ tử. Nữ tử tiên thiên thân trên chất thua ở nam tử, sở dĩ thiên tinh đại lục trong lịch sử cường giả gần như đều là nam tử, nhưng Thủy Nguyệt Quan sau khi xuất hiện, phá vỡ cái này định luật. Mỗi một thời đại quán chủ nhất định là đại lục một trong người đại cường giả, thế hệ này Thủy U Lan càng là khinh thường quần hùng, không người dám chống lại. Thủy Thiên Nhu, rất nhiều công tử ánh mắt khóa chặt bị một đám lục giáp nữ tử vây quanh một tên lục váy tiểu mỹ nữ, đôi mắt đều trở nên nóng rực lên. Vị này đa bảo ngang ngược nữ mặc dù,